Three, two, one. Hello, xin chào tất cả mọi người đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì trong buổi này thì như các bạn có thấy là có anh Khang Kỳ nè, có mình nè và có anh Huy Drift. Thì đây sẽ là một cái buổi mà collab giữa team của Khoa 98 Insight và cũng như là team của Margin ATM. Thì hy vọng... Ủa, bác đang tắt mic rồi bác Kỳ ơi. Bác tắt mic rồi. Bác tắt mic rồi. Có nghe không? Ok, alo, nghe. Rồi, nghe rồi đúng không? Nãy tưởng đang tắt cam, tắt mic đang cho xuống sân khấu cái cầm cái bộ định bút ly chè ăn cái thấy mình lên hình luôn. Đỉnh này. Ok. Đúng đợt MATLAB thì. Ủa đây là toàn chắc là toàn fan của bác Kỳ không chứ không có fan của mình trong đây đâu. Toàn là fan của bác Kỳ cơ mà. Ừ. Một người vô đây ngồi không khỏi tóc mình á. Anh Kỳ cái tóc mặt hài vậy anh. Rồi off cam. Ôn Kỳ mới tóc hả? Trời tóc mày kêu anh Kỳ mới tóc hả? Ủa anh Huy Drift có muốn giới thiệu gì không anh Huy Drift? Hello anh em, hello mọi người. Mình là Huy từ team Machine ATM. Hôm nay rất là vui gặp anh em trong cái buổi livestream hôm nay cùng với Chắc Vĩ cũng như là anh Khang Kỳ để cập nhật với anh em về một chút tình hình thị trường sau khi mà Bitcoin nó đâm một chút rồi mà altcoin nó đổ máu dữ ha. Đúng, đợt này em cũng thấy lạ ha, kiểu Bitcoin đâm hình như là chỉ có 8% thôi à, 8-10% gì đó. Chứ nó không phải là nhiều nhưng mà kiểu market maker làm sao mà mấy đồng kia rớt hết. Manta. Không biết là trong đợt này là mọi người đang hold con gì ha? Mọi người có thể comment giúp Vĩ được không? Ý là hold phần lớn á mà nó có bị ảnh hưởng á. Đợt này bác Kỳ có bị ảnh hưởng nhiều không bác Kỳ? Hay là anh Huy Drift có bị ảnh hưởng nhiều không? Có chứ, anh bút mới xe 98 chơi làm pass đó, đu luôn rồi. Không sao, đu vì công ty. Công ty muôn năm, sếp thấy được cái livestream này sẽ tăng lương cho em dùm cái. Anh thì anh giảm lỗ, quên giảm phần lời một chút. Chết chứ. Trời giảm lời á. Sướng vậy, còn lời cái gì được giảm luôn. Chứ anh đu lỗ. Dạ mua cũng lâu rồi. Linh Linh thì hold lâu dài được không sao. Nia Vĩ nghĩ hold lâu dài cũng được không sao. Pendle em nghĩ là vẫn hold lâu dài được. Pendle sắp tới lịch trả token chưa ta? Nhưng mà Pendle là một trong những cái dự án mà hưởng lợi khá là nhiều từ cái cơn sóng của restaking á. Mặc dù nó không làm liên quan tới lại mảng liquid restaking nha,
nhưng mà nhờ vào nó hỗ trợ những cái đồng coin liên quan tới liquid staking, nên là thành ra là cái social value của nó tăng rất là mạnh. Kìa bác thấy không, có bạn Web3 developer DCA 98 từ 2023 đến giờ vẫn lời kìa, bác dở quá. OP và Anh ARP. có DJ đâu, mới vô lại, mới vô đúng một lần đầu tiên trong một năm rồi đó, mới mua cái đu luôn, đỉnh vậy. ZK chia 50%. Ừ, theo theo em nghĩ là hình như ZK là một cái con mới launch, mà nếu như nó mới launch như vậy mà nó không có, giống như là nó không có gom, ý là market maker không gom hoặc là không tạo không 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 tạo ra một cái vùng support cho nó, thì có vẻ nó sẽ vẫn còn giảm tiếp cho tới khi nào mà nó đi ngang. Calm, ủa con Calm là con gì ta? Có phải Calm là cái con compound không? Anh Kỳ bảo đoạn này chưa nên chơi altcoin. Ờ, cái Thì này thì đúng mọi người mà mình có chơi đâu, mình đâu chơi đâu, chơi chơi long pass anh phải mua nên nó chứ chưa tính là chơi không coi. Stocknet hả? Stocknet theo vị thấy là sắp tới nó sẽ có một đợt unlock khá là to, nên là Stocknet thì chưa chưa dám vào. Ủa, ở đây là anh Huy Trip với là anh Khang Kỳ có đọc được comment không ta? Được, Có con rồi bạn không? bảo sao anh hôm nay nhìn ốm thế, nghĩ gì nữa, có ăn đâu không ốm. Quỷ thiệt mọi người nghe, là quỷ lên nó giành ăn của mình không á. Có đâu, mọi người đừng có nghe. Solana show show đợt này bác nghĩ target có cao không bác? Son thì chắc bốn số. Son 4 số. Em cũng nghĩ vậy. Kể từ khi Son mà cảm giác nó xây dựng được một cái ecosystem mạnh như vậy thì em nghĩ Son cũng có thể đạt đến 4 số. Hai vị ơi, có nên đầu tư Ondo tại thời điểm này hay không? Sao ta? Thực ra là thú thật với mọi người là Vĩ chốt non Ondo, chốt khá là non cái con Ondo này, rất là non luôn á. Tại vì cái đợt đó là cảm giác market nó muốn giảm nhưng mà cuối cùng nó không giảm nên là mua con khác. Thì cá nhân Vĩ thấy là trong cái mảng reward set á, nó Ondo thì nó làm trong cái mảng là US Treasury, mà US Treasury thì còn rất là nhiều những cái đồng coin khác, nên là nếu như mà bạn mà chưa có nếu như bạn đang có hàng rồi đó thì Vĩ nghĩ là các bạn có thể chốt lời một phần, còn một phần kia thì hold tiếp. Còn nếu như mà chưa có hàng Ondo luôn á thì cá nhân Vĩ là Vĩ sẽ không vào nữa, tại vì từ đấy đến giờ là nó đã tăng x 3 lần rồi thì mình sẽ tìm một cái cơ hội khác. Rồi ở đây anh Huy Trip với anh Khang Kỳ có muốn trả lời thêm câu hỏi nào trước khi mình bắt đầu không? Hết rồi, có Anh bạn Khang kêu mà vô luôn. anh drop thì mày có ăn Rồi. đâu trả lời. Rồi, vậy vô luôn nha. Đâu rồi ta? Để em mở cái slide. Ok, trong cái slide. Chắc là bây giờ thì mình sẽ vào với cái phần đầu tiên. Thì nói chung là cái chủ đề chính của ngày hôm nay á, đó sẽ là chiến lược bắt đáy và khi mà Bitcoin hồi phục. Thì đây sẽ là một cái chủ đề mà Vĩ nghĩ là nó rất là quan trọng trong thời điểm hiện tại, khi mà phần lớn những anh em vừa mới vào thị trường á, là vào ngay cái lúc mà VTV hoặc là nhiều những cái kênh thông tin lan truyền là Bitcoin nó đã đạt đỉnh rồi, và lúc đó thì mọi người mới bắt đầu có niềm tin với crypto trở lại. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta vẫn còn rất là vui vẻ trong cái đóng lời á, thì lúc đó market maker đã có một cái cú đâm cực kỳ mạnh. Có thể nếu như xét về Bitcoin á, thì nó giảm không bao nhiêu, nó chỉ giảm đâu đó là chưa đến 10%, tức là một cái mức giảm rất là thấp. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy altcoin á, phần lớn là nó đã có một cái cú giảm 50%, và hình như có một số đồng coin còn giảm nhiều hơn 50% nữa. Và điều đó nó cũng cho thấy là nó cũng khiến cho nhiều người hoang mang, không biết là ở thời điểm này thì chúng ta có nên bắt đáy hay chưa, hay là sẽ như thế nào đó. Và đó là lý do chúng ta có cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì cái buổi livestream ngày hôm nay á, thì chúng mình sẽ chia sẻ và cũng như là trả lời 6 cái câu hỏi chính. Thứ nhất á, là vì sao Bitcoin sập, thì Bitcoin có phải sập vì chiến tranh hay không? Thứ hai đó chính là lịch sử Bitcoin sập cận halving, thì cái này mình sẽ phân tích một số các cái dữ liệu quá khứ nó liên quan tới Bitcoin sập vào những cái thời điểm halving. Thứ ba là những cái dữ liệu mà nó liên quan tới CS, thực ra là cũng không hẳn là dữ liệu liên quan tới sàn giao dịch mà nó chỉ là những cái dữ liệu chung đến của Bitcoin thôi. Phần thứ tư và phần thứ năm á, thì sẽ là phần chính của anh Huy Drift, thì anh Huy Drift sẽ chia sẻ thêm sau halving thì có phải là altcoin season hay không,
và chúng ta nên bắt đáy như thế nào. Và cuối cùng đó chính là cái phần mà Vĩ nghĩ là nó sẽ có một cái cú reset game, nghĩa là chúng ta sẽ chú ý đến những cái narrative mới thay vì tập trung vào những cái narrative cũ. Rồi ok, chắc là bây giờ thì mình sẽ vào cái phần đầu tiên, đó chính là vì sao Bitcoin sập và liệu Bitcoin sập có phải là vì chiến tranh hay không. Thì cái phần này anh Khang Kỳ với là anh Huy Drift có góc nhìn nào không? Huy chứ đi Huy. Dạ. Okay. Để anh nghe xong anh copy qua. cho anh share cái screen nhanh chút được không Vĩ? Rồi anh bấm share đi anh, xong rồi em sẽ đẩy lên. Rồi, okay. Anh bấm share cho em nha. Rồi em thấy rồi đó. Rồi theo mình đó thì Bitcoin nó giảm mạnh, nó cũng có một chút về chiến tranh, mà cái phần chiến tranh thì Vĩ sẽ phân tích cụ thể hơn cho anh em. Còn mình thì mình thiên về những cái dữ liệu về on-chain hay là phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Thì với mình á, thì mình cũng nhận thấy được là trên dữ liệu on-chain ở những ngày trước á, thì nó cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu mà sẽ có một cái cú crash, có một cú crash về Bitcoin. Mà mình không ngờ là on-coin nó giảm mạnh như vậy. Bởi vì á, là cái chỉ báo MVV này nó viết tắt cho cái từ là market value to realized value. Tức là cái vốn hóa, tức là cái vốn hóa của Bitcoin đang được định giá cao hay là định giá thấp. Thì cái dữ liệu này theo on-chain á, thì nó cũng cho chúng ta thấy được là Bitcoin ở trong những cái chu kỳ trước nó đang bị định giá cao hay định giá thấp, và chu kỳ này cũng đang sử dụng được. Thì ở những cái chu kỳ trước thì các bạn có thể thấy được là cái đường màu tím này, mỗi khi mà nó chạm cái vùng màu đỏ là nó đang bị định giá cao, thì nhiều khả năng là Bitcoin ở giai đoạn đó nó sẽ tạo đỉnh của chu kỳ. Còn khi mà nó chạm vùng màu xanh lá cây thì nhiều khả năng là Bitcoin sẽ tạo đáy, bởi vì lúc đó là Bitcoin đang bị định giá thấp. Còn ở trong giai đoạn hiện tại thì mình cho rằng là Bitcoin nó vẫn chưa được coi là quá high, nó chưa được coi là quá sốt ở trên thị trường, cũng như là chưa có quá FOMO, bởi vì là cái chỉ báo MVV này nó cũng vẫn đang ở cái mức là ở mức 3 thôi, nó chưa có tăng lên cái mức vùng màu đỏ này. Mà cái nhịp crash này của Bitcoin á, thì nó mình cũng nhận thấy được ở trong những ngày trước rồi, nhưng mà mình không có call, là mình không có share là mình bán ra, mà mình được coi là mình nếu như mà nó giảm thì mình sẽ mua thêm vào thôi, chứ mình không bán ra để mình mua lại để tối ưu đâu, bởi vì là mình rất là sợ bị mất hàng. Bởi vì là trong năm nay thì mình nghĩ rằng là cái năm mà được coi là năm cướp hàng của nhau luôn á, cho nên là mình không có call để bán ra rồi chờ mua lại phía dưới mà mình chờ nó giảm xong rồi mình mua thêm vào thôi. Bởi vì là các bạn thấy được là ở trong những cái chu kỳ trước á, thì chỉ báo này ở trong ngắn hạn, nếu như mà nó có phân kỳ với giá của Bitcoin, như ở đây là chúng ta thấy là đường màu trắng á, đường màu trắng là giá thị trường của Bitcoin, còn đường màu tím tức là cái chỉ báo MVV này, mỗi khi mà nó có phân kỳ đỉnh, thì giá của Bitcoin nó sẽ giảm trong ngắn hạn. Còn hiện tại thì các bạn thấy được là sau hai cái lần phân kỳ này thì Bitcoin nó đã giảm từ vùng 73.000 nó giảm xuống chỉ còn là 60.000 được không? Thì trong cái đoạn này thì Bitcoin nó giảm nhẹ đó, nhưng mà Altcoin nó giảm cũng tương đối mạnh. Thì mình nghĩ rằng là cái nhịp này thì nó cũng được coi là một cái nhịp mà giảm theo kỹ thuật thôi, bởi vì là Bitcoin cũng như là cả thị trường luôn thì nó đang bị chạm vào cái vùng kháng cự của khung thời gian tuần, là khung thời gian rất là lớn, nó đang bị chạm vào đây, cho nên là nó phản ứng. Như các bạn thấy được là giá cái vốn hóa của cả thị trường á, thì nó chưa có phá qua được cái vùng ATH ở năm 2021, mà nó chỉ đang chạm cái vùng kháng cự này thôi, nó đang phản ứng. Mà mình nghĩ rằng là hiện tại thì trên khung thời gian tuần cũng như là khung thời gian lớn á, thì chúng ta vẫn đang nằm trong một cái con sóng tăng khá là lớn, bởi vì các bạn có thể để ý á, thì ở trong cái chu kỳ, những cái chu kỳ trước thì biểu đồ vốn hóa thị trường á, mỗi lần tăng nó đi vào bull run thì nó sẽ đều tăng và nằm trên cái đường màu xanh nước biển này, là cái đường MA21 chu kỳ, tức là MA21 tuần á. Mỗi khi mà nó nằm trên cái đường MA21 tuần này thì nó vẫn đang là một cái con sóng bull run và uptrend. Ở đây là cái giai đoạn là 2016-2017 nè,
thì vốn hóa thị trường nó liên tục nó dùng cái đường EMA 21 này là cái vùng hỗ trợ, và cái mốc được gọi là mốc xác định uptrend vẫn còn, và khi mà nó đâm xuống nó thủng cái vùng đường EMA này thì các bạn thấy được là đó là cái giai đoạn mà downtrend của thị trường. Đây là cái chu kỳ ở 2017 ha, 2016 2017, và đây là ở 2020 2021 thì vốn hóa thị trường nó cũng tăng và bull run như vậy, nó cũng tôn trọng cái đường EMA 21 này, và khi mà nó thủng cái đường EMA 21 thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là xấu cho thị trường. Còn trong giai đoạn hiện tại á, thì hiện tại nó vẫn đang nằm trên cái đường EMA 21, cho thấy là uptrend nó vẫn đang còn và chúng ta vẫn còn trong một cái con sóng rất là lớn, và cũng chưa có quá xấu, bởi vì là trong những cái chu kỳ trước thì có khả năng là nó sẽ là một cái nó có một cái phân kỳ đỉnh ở trên khung tuần á, thì nó mới rất là xấu. Còn hiện tại thì vẫn chưa có phân kỳ gì cả, cũng như là chưa có cái cụm nến bearish nào luôn, chưa cụm nến là cụm nến setup nhấn chìm giảm chẳng hạn, chưa có. Cho nên là hiện tại mình vẫn đang khá là bullish về thị trường trong thời gian tới. Và được thêm cái nữa là mình kết hợp ba dữ liệu on chain. Cái đầu tiên là cái chỉ báo dữ liệu on chain MVRV này. Cái thứ hai là cái chỉ báo về net unrealized profit loss, tức là cái lợi nhuận và lỗ ròng của tất cả các holder Bitcoin. Thì trong cái giai đoạn vừa qua thì nó cũng có cái tín hiệu là phân kỳ đỉnh, phân kỳ đỉnh như là cái chỉ báo MVRV này, cho nên là Bitcoin nó giảm. Và cái chỉ báo supply in profit, tức là cái phần trăm nguồn cung Bitcoin đang có lãi, nó cũng báo là phân kỳ trong cái giai đoạn vừa rồi. Tức là ba chỉ báo dữ liệu on chain nó báo hiệu cho chúng ta thấy rằng là Bitcoin nó có thể sẽ có một cái nhịp crash, cho nên là chúng ta đã trải qua cái nhịp crash rồi. Còn trong giai đoạn hiện tại thì mình thấy rằng là nó đang có tín hiệu tăng trở lại, khi mà cả ba chỉ báo dữ liệu on chain này luôn nó có tín hiệu là phân kỳ tăng giá, phân kỳ đáy, phân kỳ đáy. Chỉ báo đầu tiên là mọi người thấy là giá của Bitcoin nó tạo đáy, nó tạo đáy cao hơn này, nhưng mà cái chỉ báo phần trăm nguồn cung Bitcoin có lời á, nó tạo đáy thấp hơn, thì đây là một cái nhịp mà được coi là nhịp rũ bỏ. Nhịp rũ bỏ cũng khá là nhiều ở những cái vị thế spot của những cái nhà đầu tư mà yếu tâm lý này, hoặc là những cái vị thế margin mà sử dụng đòn bẩy margin quá lớn này, hoặc là future sử dụng đòn bẩy quá lớn, cho nên là cũng rũ bỏ được một khá là nhiều đó. Đầu tiên là cái dữ liệu về phần trăm nguồn cung Bitcoin có lợi nhuận này nó đang có phân kỳ đáy này. Net unrealized profit loss cũng đang có phân kỳ đáy luôn. Và chỉ báo MVOV nó cũng có phân kỳ đáy, cho nên là cả ba dữ liệu này nó cho mình thấy là Bitcoin nó sẽ sớm có một cái nhịp sóng tăng lại. Đó là cái góc nhìn của mình. Đó là cái góc nhìn của mình. Mọi người có thể tham khảo. Ủa, ý anh Huy Drip là sớm có nhịp tăng lại, là anh Huy Drip nói là nó sẽ tăng trong thời gian gần, hay ý anh Huy Drip nói là nó sẽ không test xuống mà nó sẽ tăng luôn từ đây? Thì với anh đó thì anh sẽ nghĩ là kiểu gì kiểu nó, tức là nó sẽ đi ngang đi ngang đi ngang, xong rồi nó có thể nó giật, anh không biết là nó có giật hay không, nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ tăng lại. À, vậy là em vừa mới thấy Bác Kỳ mở một lệnh long hồi nãy đó anh. Đắc bớt ăn đi nha. Lon nữa. Rồi. Chắc là phần này em xin phép share một xíu. Thì theo cá nhân em thấy á, là như theo cá nhân em thấy thì chúng ta cũng có thể thấy rõ là trong cái đợt vừa qua khi mà Bitcoin sập á, thì Bitcoin chỉ sập đâu đó là 8 hoặc là 10% thôi. Trong khi đó thì altcoin nó giảm đâu đó là từ 30 40%, thì đây là một cái mức giảm mà nó tương đối là bất thường một xíu. Thì có thể là trong đợt vừa qua thì chỉ đúng là trên tin tức vĩ mô thì nó cũng có nhiều tin xấu, đặc biệt là cái tin tức chiến tranh giữa Israel và Iran. Nhưng mà theo vị thấy là hai cái tin tức này á, mặc dù bài báo nói với nó rất là nhiều và thường có những cái tiêu đề gắn kết nó với thị trường crypto, nhưng mà đôi khi cái việc này nó không có thật sự liên quan tới nhau. Ở đây á, thì Vĩ cũng có thêm một số cái hình để chứng minh cái điều này. Đó chính là một cái bức hình của ông Arthur, thì là founder của quỹ Defiance. Thì founder của quỹ Defiance ở đây á, cũng cho thấy là ở đối với những cái hoạt động liên quan tới chiến tranh, ví dụ như chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Afghanistan nè, chiến tranh Iraq hoặc là chiến tranh Crimea,
thì đây đều là những cái cơ hội, đây đều có những cái cú đâm ở liên quan tới thị trường tài chính, nhưng mà trong cái thời điểm đó thì lúc nào nó cũng là một cái cơ hội để họ có thể mua vào. Tiếp theo nữa đó chính là, không biết là mọi người có biết cái account của GCR này không ta? Bác Kỳ có nhớ cái account của GCR này không? Không Không nhớ hả? không biết luôn chứ không nhớ gì Terra với Luna không? quán Nhớ này Terra. đâu. GCR mà. GCR nè, cái nick này mà đúng không? Mấy người tên liên quan gì ta ra. Cái nick này là có vụ comment, có vụ mà hình như là cược với lại Ducoin đó, hình như nick này đó. Phải không? Không đi đi Đó. Ủa nick khác hả? Đó thì nói chung đây cũng là một trong những cái nick khác. hot đi, thì họ cũng có đưa ra cái nhận định đây là cái cơ hội tốt để họ có thể vào hàng. Tuy nhiên á, thì chúng ta muốn đi sâu hơn thêm một xíu nữa, đó chính là thế thì vì sao những cái altcoin nó lại giảm mạnh đến vậy trong cái đợt sập vừa rồi, cho dù Bitcoin chỉ giảm đâu đó là khoảng 8%. Thì có một cái Nick Trader khác đưa ra những cái góc nhìn mà vị thấy rất là hợp lý. Thì một trong những cái góc nhìn ở đây đó chính là ở thời điểm hiện tại á, thì altcoin đang Rotly. Đó là ở thời điểm hiện tại á, thì mọi người sẽ thấy là phần lớn những cái altcoin trên thị trường á, mà đúng với lại trend á, thì đều là những cái altcoin mới ra mắt. Mà đặc điểm của những cái altcoin mà nó mới được lên hoặc là mới được phát hành hoặc là mới được ra mắt á, thì cái supply của nó ở trên thị trường nó rất là thấp, và đó là lý do mà cái vốn hóa của nó so với lại cái FDV của nó cũng sẽ thấp luôn. Nhưng mà khi vốn hóa so với FDV thấp á, thì nó sẽ đến một cái lúc nào đó mà nó cần phải unlock token, đặc biệt là những cái đồng coin mà họ đã ra mắt trước đây 1 năm, ví dụ như là Arbitrum nè, hoặc là ví dụ như là Optimism nè. Thì đó là lý do mà đến một cái thời điểm điểm nào đó, khi mà họ buộc phải họ hết, giống như là trong cái đợt vừa qua khi mà Bitcoin tăng trưởng rất là mạnh, cho dù có cái đợt token unlock thì market maker cũng phải giữ vững ở cái mốc đó để giúp cho cái đồng coin đó nó không có bị thủng cái giá, cái vùng hỗ trợ. Nhưng mà nếu như để họ giữ như vậy hoài á, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ rất là khó để đỡ được ở một cái vùng đáy. Và theo cái nick này, theo cái nick Thixy này, thì ổng nói là FDV trong thời gian vừa rồi thì nó tăng trưởng rất là mạnh. Ý là nếu như tính vốn hóa thị trường, nhưng mà mình không tính theo market cap mà mình tính theo FDV á, thì nó đã tăng trên 150 tỷ đô. Đó, chỉ riêng cái FDV thôi thì nó đã tăng trên 150 tỷ đô. Và điều này nó khiến cho ở ở thời điểm hiện tại á, nếu như những cái đồng token này nó mà được unlock, nó được unlock tiếp, thì market maker cũng cần phải có một cái cớ để có thể bắt đầu phân phối cái lượng token mà họ đã hấp thụ sau khi mà token đó nó đã được mở khóa ra ngoài thị trường rồi. Thì đây cũng là một trong những cái thông tin tương đối là thú vị. Ví dụ như là không biết mọi người có nhớ con Injective, con INJ không? Con INJ á, là một trong những cái đồng coin mà đã ra mắt từ năm 2017. Tính cho tới thời điểm hiện tại á, thì nó đã được mở khóa 100% rồi. Thì điều đó khiến cho nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng cái lượng coin đó đang được nắm phần lớn bởi nhà đầu tư. Tuy nhiên á, đợt vừa rồi thì mọi người sẽ thấy được là Injective nó đã có một cái cú tăng lên từ từ 10 đô lên khoảng 40 đô hoặc là lên 80 đô gì đấy. Thì mọi người sẽ từ đó mình mới nhận ra rằng không phải bất kỳ đồng coin nào khi mà nó được unlock 100% ra ngoài thị trường á, thì nó sẽ được nắm giữ bởi cộng đồng, mà nó hoàn toàn có thể được gom lại bởi market maker. Vậy thì đối với những cái đồng coin mới ở thời điểm hiện tại á, đặc biệt là những cái đồng coin theo trend mà đã được ra mắt 1 năm trước, thì ở thời điểm hiện tại họ đã bắt đầu unlock token rồi á, thì đây cái đợt vừa qua, cái đợt mà xả vừa qua có thể được xem là một trong những cái đợt mà họ không còn giữ hàng nữa, mà họ bắt đầu họ phân phối nhiều hơn cho nhà đầu tư. Thì như các bạn có thể thấy đây á, thì đây là một cái hình mà mình crop từ cái trang web Token Unlock. Thì các bạn sẽ thấy được là ở thời điểm hiện tại á, có một số đồng coin cái vốn hóa của nó không có quá cao, nhưng mà cái mức độ lạm phát của nó thì rất là cao. Như các bạn có thể thấy ở đây là đồng ARB đi, thì ARB hiện tại đang có cái vốn hóa là khoảng 3 tỷ. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái next 7 day emission, nghĩa là cái mức độ lạm phát trong 7 ngày tới, thì cái vốn hóa mà cái lượng token vốn hóa mà họ mở khóa ra nó lên đến 122 triệu đô. Đó, nó lên đến 122 triệu đô. Và đây cũng có thể là một trong những cái lý do
mà các bạn sẽ thấy là ai mà ôm ARB từ lúc mà airdrop cho tới thời điểm hiện tại luôn thì giá của ARB gần như không có sự thay đổi gì, bởi vì cái mức độ lạm phát của nó quá cao đó. Thế thì ở thời điểm hiện tại, nếu như mà các bạn muốn chọn mua một cái đồng token thì chúng ta đặc biệt nên chú ý đến cái thời gian mà nó mở khóa, kèm với việc cái thời gian mở khóa nè, số lượng mở khóa nè, và cái cuối cùng đó chính là cái số lượng mở khóa so với lại cái mức vốn hóa là cái mức thanh khoản ở thời điểm hiện tại đó. Thì đây là cái phần mà mình muốn chia sẻ thêm rồi. Thì có một cái case rất là điển hình, đó chính là cái case của con Serum. Thì không biết là các bạn có nhớ không, thì khi mà Serum có một lần nó đã tăng và đạt đỉnh vào tháng 9 năm 2021, thì lúc đó giá của Serum là khoảng 12 đô và cái market cap của Serum lúc đó là khoảng 1,2 tỷ đô. Tuy nhiên á, cái FDV của Serum tại thời điểm đó thì nó lên đến 120 tỷ, mà 120 tỷ á, ở thời điểm hiện tại á, là nó sẽ đứng khoảng top 3 thị trường crypto. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Cho đến sau một cái mùa downtrend á, thì vào tháng 12 năm 2023 á, thì lúc đó giá của Serum á, chỉ còn 0,06 đô thôi, tương đương với lại cái mức giảm là đâu từ từ cái market cap là vốn hóa nó đã giảm từ 1 tỷ 2 còn 16 triệu đô, tức là giảm khoảng 75 lần. Nhưng mà các bạn hãy nhìn lại cái giá của đồng token Serum thì nó đã giảm từ 12 đô xuống còn 0,06, tức là giá của nó giảm hơn 200 lần. Thì một trong những cái lý do khiến giá của nó giảm hơn 200 lần đó là bởi vì cái circulating supply ban đầu của nó so với lại total supply nó rất là thấp. Và chính vì điều này, khi mà Serum nó được mở khóa nhiều á, thì nó cũng khiến cho cái lượng token nó bị pha loãng nhiều hơn, và nó sẽ tác động mạnh đến giá đó. Rồi tiếp theo thì mình muốn đề cập đến một cái được gọi là lịch sử Bitcoin sập cận halving, để chúng ta xem coi là tại vì thông thường á thì mình thấy là nó thường đi cả hai trường hợp, đó chính là sập trước halving và sập sau halving. Nhưng mà mình sẽ thấy đó, thường nó sẽ là sập ngay cái thời điểm mà mọi người đang vui vẻ nhất, hoặc là mọi người đang kỳ vọng vào một cái tương lai sáng lạn nhất của thị trường crypto. Thì đây là cái Bitcoin sập Bitcoin halving đợt 1. Thì Bitcoin halving đợt 1 á, là vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây là mức giá là khoảng 12 đô, và sau đó tức là ngày 10 tháng 4 năm 2012 thì giá của Bitcoin đã sập từ 220 đô về 50 đô. Rồi tiếp theo nữa đó chính là Bitcoin halving đợt 2 diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2016. Thì cái đợt mà halving á, là vào ngày 9 tháng 7, tức là vào ngày này. Thì trong cái lúc mà mọi người đang cảm thấy rất là vui vẻ sau khi halving diễn ra, rồi trước đó nó cũng có một cái cú tăng đâu đó là khoảng từ 400 đô tăng lên khoảng 700 mấy 800 đô. Halving thì nó có giảm một cú, nhưng mà các bạn sẽ thấy là gì? Sau halving nó đã có một cái cú đâm mạnh hơn nữa, khi mà giảm từ 650 đô xuống còn 450 đô, tương ứng với cái mức giảm khoảng 30%. Và sau đó thì giá của Bitcoin nó mới kể từ đó nó tăng trở lại. Và đây là Bitcoin halving đợt 3. Thì như các bạn có thể thấy là Bitcoin halving đợt 3 là diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Thì sau đó thì nó không có cú giảm, bởi vì trước đó nó đã có một cái cú giảm rồi, đó chính là vào ngày 8 tháng 3 năm 2020. Thì giá của Bitcoin nó đã giảm từ 8.800 đô xuống 3.900 đô. Thì đây là một trong những cái sự kiện mà giảm rất là mạnh tại thời điểm đó, khiến cho altcoin chia 2 chia 3 là chuyện bình thường đó. Rồi, và ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy là trong thị trường crypto thì nó cũng không thiếu những cái cú giảm lên đến 20-30% đối với cái đồng Bitcoin đó. Thế thì cái điều quan trọng ở đây đó chính là, thế thì sau khi khi mà Bitcoin khi mà có những cái cú sập như vậy cận cái thời điểm Bitcoin halving, thì chúng ta có nên bắt đáy ngay ngay tại cái thời điểm mà nó sập hay không? Thì đúng là cái đợt vừa rồi á, nếu như ai mà bắt đáy á, thì tới ngày hôm nay đi, ý là trong cái ngày mà Bitcoin sập cho đến ngày hôm nay, thì Vĩ nghĩ là các bạn cũng đã lời từ 15 cho tới 20% trên mỗi cái vị thế mà các bạn đầu tư vào một cái đồng coin, thì có thể là các bạn cũng đã lời được 15 cho tới 20%. Tuy nhiên á, đó chỉ là cái lệnh mà các bạn nên xem nó như một cái lệnh trade. Lệnh trade ở đây đó chính là nó sẽ là một cái lệnh mà bắt sóng hồi. Đó thì Vĩ thấy là nó nên. Còn nếu như khi mà Bitcoin vừa sập
mà các bạn xem nó như là một cái vị thế mua để hold đó, thì cá nhân Vĩ thấy là không nên. Và cái điều Vĩ suy nghĩ thì nó cũng khá là tương đồng với lại cái bài viết của anh Khang Kỳ viết cách đây không lâu, đó chính là ở thời điểm hiện tại thì có nên mua altcoin hay không. Thì cá nhân Vĩ thấy là cũng chưa nên mua. Vì sao Vĩ lại đưa ra cái nhận định như vậy? Thì đây là cái bức hình mà Vĩ có thống kê liên quan tới những cái vụ sập của Bitcoin và cái thời gian mà nó phục hồi. Thì như các bạn có thể thấy là mỗi cây nến ở đây nó là một cây nến ngày. Mỗi cây nến ở đây thì nó là một cây nến ngày. Thì các bạn sẽ thấy là cho dù cái nến ngày của nó sập, ví dụ như là ở đây là có 1, 2, 3 đi, có 3 nến. Và 3 nến này cộng lại thì nó là sập 30%. Thì các bạn vẫn sẽ thấy là gì? Nó có tăng lên nhưng mà nó vẫn sẽ có tiếp một cái cú giảm nữa để test về cái mức đáy mà nó đã vừa sập. Thì cái khoảng thời gian này nó sẽ kéo dài khoảng là một tuần. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có đến một cái trường hợp thứ hai là lúc đó giá Bitcoin là khoảng 57.000 đô thì nó cũng có một cái cú sập mạnh như vậy, thì chỉ trong 3 ngày nó đã sập đâu đó là khoảng 23% đó. Nhưng mà liệu chúng ta có nên mua tại thời điểm này hay không, thì trong 3 ngày gần nhất, nghĩa là 3 ngày gần nhất cái lúc sập á, thì chúng ta cũng không nên mua, tại vì sau đó thì giá Bitcoin lại tiếp tục giảm nữa. Và cá nhân Vĩ thấy là khi mà giá Bitcoin tiếp tục giảm nữa vài ngày á, thì altcoin nó cũng chưa có lực để nó phục hồi. Và tương tự như vậy ở những cái lần mà Bitcoin sập khác, ví dụ như là vào khoảng giữa tháng cuối tháng 4 năm 2021 thì giá Bitcoin lại tiếp tục có một cái cú sập ba cây nến, và sau đó thì nó đã giảm đâu đó là khoảng 20 mấy%. Tương tự như vậy với lại cái thời gian gần đây, ở như các bạn có thể thấy được là cái thời gian gần đây nó cũng có nhiều cú sập nè. Ví dụ như là vào tháng 8 năm 2023 thì cũng có một cái cú sập giảm khoảng 18%, và sau đó thì Bitcoin nó cũng sideways. Tương tự như vậy thì cũng có nhiều cú sập khác, thì giá của altcoin và giá của Bitcoin nó thường sẽ sideways vài ngày, và giá của Bitcoin sẽ sideways vài ngày và giá của altcoin cũng sẽ tương tự như vậy luôn. Cá nhân vị thấy là giá của altcoin thường nó sẽ có độ trễ hơn, tại vì nó cần phải confirm là Bitcoin có thể phá được đáy hoặc là có một cái xu hướng tăng nhất định thì altcoin nó mới tăng trở lại. Nên là sau khi mà nhìn về những cái cú sập của Bitcoin trước đây cận ngày halving cho tới thời điểm hiện tại thì Vĩ cũng có cái nhận định, đó chính là các bạn không cần phải mua vội ngay cái thời điểm mà Bitcoin sập, mà chỉ nên xem nó là một cái cú để chúng ta mua, chúng ta canh bắt sóng hồi tại thời điểm đó thôi. Thì thế thì trong tương lai tới thì liệu giá Bitcoin có thể sập thêm một lần nữa hay không, thì đây sẽ là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta rất là thắc mắc. Tại vì cái đợt sập vừa rồi các bạn sẽ thấy là gì, Bitcoin sập khoảng 8% nhưng mà altcoin sập lên đến là 30%. Thì cá nhân bị kết luận đây không phải là một cái cú sập bắt nguồn từ Bitcoin, mà Bitcoin sập nó chỉ là một cái cớ để market maker có thể là phân phối hàng, phân phối altcoin lại cho cộng đồng. Chứ thực ra là thông tin đến chiến tranh hoặc là tất cả những thông tin khác nó cũng không thực sự liên quan. Thì ở đây có một cái bức hình mà họ đã thống kê được những cái vụ sập của Bitcoin. Thì họ ổng có ở đây thì cái nick Twitter này họ có chia sẻ có như sau. Như các bạn có thể thấy là thông thường á, để cho altcoin có thể sập mạnh, nghĩa là để cho altcoin có thể giảm đâu đó là 40-50%, thì các bạn sẽ thấy được là ở những cái chu kỳ trước á, nghĩa là cái chu kỳ 1 là cái chu kỳ từ năm 2015 cho tới năm 2017 nè, cái chu kỳ thứ 2 là năm 2018 cho tới năm 2021, và chu kỳ thứ 3 là từ năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại là cái chu kỳ 3 này nè. Thì chúng ta sẽ thấy được là đối với những cái chu kỳ trước á, nó có rất là nhiều cái cú giảm từ 20 cho tới 30 và thậm chí là 50%. Nó là những cái điểm X ở đây. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là cái đợt sập vừa rồi của Bitcoin á, nó chưa đến 10%. Như Vĩ thấy thì nó chỉ có khoảng là 8% thôi. Thế thì liệu trong thời gian tới, nếu như chúng ta so sánh với là những cái chu kỳ trước, thì giá Bitcoin nó có những cái cú sập khoảng là 20 hoặc là 30% hay không? Và nếu như thực sự mà nó giảm 20-30% thì lúc đó cái tình hình của altcoin nó sẽ như thế nào? Đó, thì cái này cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải suy xét. Ở đây thì không biết anh Huy Drift có cái góc nhìn gì về cái sự kiện này không anh Huy Drift?
Với anh ấy, thì anh thấy cái thống kê của bảy cũng khá là chi tiết rồi. Với cả là cái đoạn đoạn gần đây ấy, thì Bitcoin nó cũng đã giảm là 18%, 18% từ cái ATH. Những cái đoạn gần đây luôn ấy, thì nó cũng giảm chỉ đâu đó là khoảng 18% từ cái đoạn đỉnh gần nhất của nó thôi. Cho nên là với anh thì kèm với cái việc là cái vốn hóa của BTC ấy, thì nó ngày càng to. Cho nên là anh nghĩ là Bitcoin nó cũng sẽ không có giảm quá nhiều, và kèm với cái việc là gần đây thì cũng có những cái quỹ Bitcoin ETF nữa, các cái quỹ của Mỹ này, của Hồng Kông này, cũng mới tham gia, cho nên là anh nghĩ là cũng không có những cái cú mà crash quá sâu đâu, không có quá sâu như là giảm 50% như cái đợt Covid, hay là quá không không quá 30%, anh nghĩ như vậy. Anh Huy Bởi vậy đoán vậy là thì chắc là yên tâm rồi. ở vậy là anh nghĩ là nếu như mà những cái quỹ Bitcoin ETF đó họ cũng cần phải chào hàng đến những cái khách hàng của họ, mà Bitcoin nó biến động quá mạnh như vậy thì họ cũng những cái khách hàng của họ họ cũng sẽ lo lắng cũng như là quan ngại khi mà đầu tư vào những cái sản phẩm ETF đó, ETF về Bitcoin. Ok, cảm ơn anh Huy Triết. Cá nhân em thì em thật sự là không có giỏi và trong cái phân tích kỹ thuật, nên là cũng không dám nhận định cái vụ là Bitcoin có sập mạnh tiếp hay không. Nhưng mà cá nhân em nghĩ là sau khi mà Bitcoin đợt vừa rồi là nó sập một cú rồi đó, thì em nghĩ là nó vẫn chưa thể hồi lên được liền, mà nó nên có những cái cú được gọi là sideways hoặc là sập nhẹ tiếp thêm một cú nữa để cho rủ bỏ hàng thì người ta mới bắt đầu quay trở lại. Rồi, ở trong phần này thì em xin phép đi đến phần tiếp theo, đó chính là những cái dữ liệu xoay quanh cái đồng Bitcoin này. Nhưng mà thật ra là cũng không cần liên quan tới dữ liệu của sàn CS đâu nha. Rồi, đầu tiên đó chính là cái Bitcoin liquidation heat map trong vòng 3 ngày. Thì cái này thì vị có giải thích rồi, Bitcoin liquidation heat map là một trong những cái biểu đồ mà nó sẽ cho biết được đâu là cái vùng giá thanh lý khi mà Bitcoin nó đi. Ví dụ như là giá của Bitcoin nó càng ngày càng đi lên á, thì nó sẽ kill những cái lệnh ở phía trên, thì đây sẽ là những cái lệnh mà liên quan tới lệnh short nè, thì họ sẽ kill những cái lệnh short. Còn nếu như giá Bitcoin mà càng đi xuống á, thì họ sẽ kill những cái lệnh long. Thì ở đây á, chúng ta sẽ đặt ra một cái giả thuyết, đó chính là đường giá của Bitcoin nó thường sẽ đi ngược lại với lại cái số đông hoặc là cái số mà họ đặt lệnh dày hơn. Ví dụ ở thời điểm hiện tại đi, các bạn sẽ thấy được là nếu như giá Bitcoin tăng lên đó, nếu như giá Bitcoin tăng lên thì nó sẽ dễ để kill những cái người mà short hơn, và nó sẽ kill được nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy cái vùng mà nó càng sáng á, cái vùng mà nó càng sáng á, thì cái giá trị của nó càng cao, thì cái số tiền mà nó kêu nó sẽ được tốt hơn so với việc mà họ đẩy Bitcoin giảm xuống. Mà giảm xuống vùng này á, thì kêu cũng không được nhiều đó. Vậy thì dựa vào cái giả thuyết trên cộng với lại cái Bitcoin liquidation heat map, thì ở đây chúng ta có thể đưa ra một cái nhận định, đó chính là giá của Bitcoin ở trong thời gian tới, nghĩa là trong thời gian gần đó nha, tại vì chúng ta đang xem ở trên cái biểu đồ là 3 ngày, thì nó vẫn có thể tiếp tục tăng lên vùng 69.000 đô. Đó, thì đây là cái nhận định thứ nhất liên quan tới cái Bitcoin liquidation heat map trong vòng 3 ngày. Tiếp theo đó chính là cái Bitcoin liquidation heat map trong vòng 1 tuần. Và các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai cái dữ liệu, nó ý là cái dữ liệu này thì nó sẽ tương đối khác hơn một xíu. Đó chính là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy được là cái vùng thanh lý giữa long và short nó gần như là không có cái sự khác biệt gì với nhau. Nếu như ở thời điểm hiện tại á, để cho market maker có thể làm cho giá của Bitcoin nó tăng lên nữa, thì cái lực hoặc là cái số Bitcoin mà nó cần á, nó cũng sẽ tương đương với lại việc là đạp giá Bitcoin đi xuống. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ thấy được là cái mức liquidation ở phía dưới gần như là không có, mà trong khi đó cái mức liquidation ở cái vùng giá là khoảng 70.000 đô cho tới 72.000 đô á, là rất rất là nhiều. Vì vậy á, ở thời điểm hiện tại nếu như nhìn vào cái Bitcoin liquidation heat map này, cá nhân mình thấy là đúng nha, nhưng mà mình không biết là đôi khi nó sẽ có những cái trường hợp là sai thì mình không biết. Nhưng mà phần lớn thời gian mình nhìn cái Bitcoin liquidation heat map này để mình dự đoán giá Bitcoin đi trong thời gian gần thì mình thấy đúng, thì mình sẽ kỳ vọng là giá Bitcoin sẽ tiếp tục đi lên tiếp và chúng ta sẽ chờ phản ứng ở mức giá là 72.000 đô. Rồi, tiếp theo nữa thì nó sẽ có một cái biểu đồ, đó chính là Bitcoin Hold Wave. Thì cái Bitcoin Hold Wave này á, không biết là các bạn đã nghe qua chưa, nhưng mà tụ chung lại á, thì nó là một cái bức hình mà nó thể hiện ở đây, đó chính là cái thời gian mà những cái con cá mập họ hold cái Bitcoin đó trong ví.
thì nó sẽ chia ra nhiều cái mốc thời gian khác nhau. Cái vùng màu tím á, là những cái mốc thời gian mà trên 10 năm. Cái vùng màu xanh 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 biển thì nó là từ 7 cho tới 10 năm. Vùng màu xanh này gọi là xanh lam đúng không ta? Xanh lam thì nó là từ 5 cho tới 7 năm. Vùng màu xanh, nói chung là vùng mà nó càng càng đỏ xuống dưới thì cái khoảng thời gian mà họ hold cái Bitcoin nó càng ngắn. Thế thì cái biểu đồ Bitcoin hold wave này á, người ta đặt ra một cái giả thuyết nó là gì? Thì cái giả thuyết đó chính là khi mà những nhà đầu tư Bitcoin, mà những người mà được gọi là vừa mới tích lũy Bitcoin mà tăng lên á, tức là những cái vùng mà đỏ tăng lên cao gì nè, đó những cái vùng đỏ mà tăng lên cao như vậy, không biết là các bạn có nhìn thấy hình không ta, cái vùng mà đỏ tăng lên cao như vậy thì đó sẽ là cái thời điểm mà có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và mới vào thị trường mới bắt đầu mua Bitcoin và tích trữ ở ví, và đó là lúc mà Bitcoin nó sẽ có những cái cú sập đó. Các bạn nhìn thấy hình tại đây ha, sau khi ở đây có một cái cú tăng màu đỏ nhẹ, ở màu đỏ mà nó tăng nhọn lên đây nè, thì sau đó giá Bitcoin đã có một cái cú điều chỉnh đó. Tương tự như vậy, khi mà có hai cái thanh màu đỏ cao lên ở đây thì Bitcoin sau đó cũng đã có một cú một điều chỉnh đó. Tương tự như vậy, ở thanh bên đây thì Bitcoin cũng có một cú điều chỉnh, và ở đây là có một cái vùng mà màu đỏ cũng tăng lên mạnh nè, thì sau đó Bitcoin cũng đã có một cú điều chỉnh. Ở đây thì các bạn lưu ý giúp mình nha, cái biểu đồ này là một cái biểu đồ mà nó không, nó là cái biểu đồ hình như gọi là biểu đồ logarit đúng không anh Kỳ? Hình như nó là biểu đồ logarit thì phải. Nghĩa là giá ở đây là từ 0 tới 1, ở đây là 1 tới 100, ở đây là 100 cho tới 1000, ở đây là 1000 cho tới 10000, và ở đây là từ 10000 cho tới 100000. Nên là ở đây á, cho dù các bạn nhìn thấy cái giá của nó, nhìn thấy cái biểu đồ đường giá của nó giảm có vẻ ít, nhưng mà nếu như xét về cái khoảng giá thì cái vùng này nó giảm mạnh hơn rất là nhiều so với cái vùng phía dưới này nha. Thì thế thì nhìn vào hình này chúng ta có được cái insight gì? Thứ nhất á, là nếu như chúng ta so sánh cái mức độ tăng trưởng của cái vùng màu đỏ ở đây nè, thì đúng là nó đã có một cái cú tăng nhẹ rồi, nhưng mà nó vẫn chưa được gọi là, nó vẫn chưa quá hai, nó vẫn chưa quá gì ta, chưa quá nóng tới mức mà tạo nên những cái cú đỉnh rất là nhọn như các bạn nhìn thấy ở những cái chu kỳ trước đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở những cái chu kỳ trước á, thì nó tăng thành những cái cây cây cột đỏ và nó rất là nhọn, nhưng mà ở thời điểm hiện tại á, thì nó vẫn chưa. Nên là ở chỗ này á, nếu như dựa vào cái biểu đồ Bitcoin hold wave á, thì Vĩ vẫn kỳ vọng là giá Bitcoin có thể tăng tiếp. Rồi tiếp theo nữa đó chính là short term holder, thì cái này nó cũng y chang cái phần trên thôi. Short term holder nghĩa là short term holder mà bắt đầu tích lũy á, thì giá Bitcoin sẽ có xu hướng giảm. Các bạn sẽ nhìn thấy ở cái điều đó qua đâu. Thứ nhất đó chính là đây, đây một cái short term holder, hai cây short term holder, ba cây short term holder, thì cứ sau khi mà short term holder bắt đầu tích lũy nhiều á, giá Bitcoin sẽ giảm. Đó. Thì cái này là một cái thống kê từ trước đến nay nó vẫn đúng. Mà thật ra là cá nhân mình thấy nó cũng đúng. Để khi nào mà chú bảo vệ nè, cô bán cá nè, hoặc là bắt đầu gia đình bắt đầu hỏi về Bitcoin, là đó là cái thời điểm mà nó cực kỳ hype rồi. Và đó là cái thời điểm mà Vĩ thấy là đúng là đỉnh của Bitcoin đó. Thì ở thời điểm hiện tại nó đã có một cái cú tăng rồi, nhưng mà Vĩ cảm giác là nó vẫn chưa tạo đỉnh nha. Thì từ hình này vẫn kỳ vọng là giá Bitcoin sẽ tăng. Thì cái biểu đồ này được gọi là long term holder. Long term holder thì ngược lại với lại short term holder, nghĩa là khi mà giá Bitcoin tăng mạnh là cái vùng màu đen á, thì các bạn sẽ thấy là gì, long term holder càng ngày họ càng chốt lời đó. Ví dụ ở khoảng này ha, các bạn sẽ thấy là long term holder khi mà giá Bitcoin tăng mạnh thì long term holder sẽ chốt lời. Rồi thì đây sẽ là một số cái hình tiếp theo. Rồi cái phần cuối cùng đó chính là Bitcoin Greed and Fear Index. Bitcoin Greed and Fear Index này không biết là các bạn có thường xuyên xem hay không. Thực ra là cá nhân Vĩ thì Vĩ cũng không có xem cái Crypto Fear Index này nhiều. Thì cái Crypto Fear Index này á, nó sẽ cho mọi người biết được là cái mức độ tham lam và sợ hãi của nhà đầu tư trong cái tình hình của thị trường. Thì thông thường đó nha, khi mà thị trường sập mạnh á, ví dụ như là đợt trước đây Bitcoin nó có một cái cú sập 50% khiến cho giá Bitcoin giảm từ 8.800 đô xuống còn 3.900 đô, thì lúc đó cái Crypto Greed and Fear Index này á,
nó đã từng giảm về khoảng là 50 mấy năm, cái chỉ số của nó giảm về 50 mấy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ thấy là gì? Cho dù đợt vừa rồi cái đợt sập tương đối là mạnh, Bitcoin là sập khoảng 10%, altcoin là sập khoảng 20 cho tới 30%. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy tại đây là cái chỉ số Crypto Greed and Fear Index gần như là không có sự thay đổi, nghĩa là nó chỉ giảm từ khoảng là 80 giảm xuống còn 70 thôi, mà đợt vừa rồi là nó còn hồi lên đâu đó là 74 nữa. Thì đây nè, đó nó chỉ giảm đâu đó còn 80 xuống 70 và gần như là không có sự thay đổi quá nhiều. Thì điều này cho thấy là ở thì hiện tại cộng đồng gọi là nhà cộng đồng nhà nhà đầu tư vẫn có cái xu hướng là tham lam chờ bắt đáy, chứ không thực sự là ý là thực không không thực sự market maker họ đã thành công trong cái việc là rủ hàng của nhà đầu tư. Cá nhân Vĩ nghĩ là market maker cái đợt vừa rồi á, là không chưa thể rủ hàng nhà đầu tư được, mà nó chỉ là một cái cớ để họ có thể phân phối hàng ra ngoài thị trường thôi, nghĩa là bán làm cho giá giảm, nhưng mà nó không khiến cho những cái nhà đầu tư đang ôm hàng họ bán đi, tại vì họ vẫn tiếp tục kỳ vọng là thị trường sẽ tăng trưởng trở lại. Thì cái biểu đồ crypto Bitcoin Grid and Fear Index này á, thì thực ra là nó sẽ có một cái độ trễ nhất định, và cái thứ hai nữa là nó hơi khó để gần như là không sử dụng được nếu như các bạn trade theo ngày, mà thay vào đó nó chỉ phù hợp nếu như các bạn đầu tư dài hạn thôi. Thì có một cái chỉ số này khá là hay, có một cái chỉ số này khá là hay mà các bạn có thể follow và sử dụng cái Bitcoin Grid and Fear Index này để chúng ta có thể thắng được thị trường. Đó chính là bất kỳ khi nào cái chỉ số Crypto Grid and Fear Index mà nó giảm dưới 10 thì các bạn có thể all in, các bạn có thể all in, các bạn có thể mua mua bất kỳ đồng coin nào, nhưng mà không phải là những cái đồng coin rác nha. Các bạn có thể mua bất kỳ đồng coin nào ở trong top coin thì chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội bán lại với một cái giá cao hơn. Và ngược lại, nếu như khi mà thị crypto Grid and Fear Index mà nó trên cái vùng 90, nghĩa là cái điểm của nó mà trên vùng 90 thì các bạn có thể thoải mái bán cái tài sản mà các bạn đã mua, thì chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội mua lại với giá thấp hơn. Thì đây sẽ là một trong những cái chỉ số mà từ trước đến nay Vĩ thấy là nó có chính xác, và nó là một cái chỉ số mà đã diễn ra từ năm 2018 cho tới thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý với Vĩ á, là tại vì ở cái vùng giá là khoảng từ 30 cho tới 70 á nha, từ 30 cho tới 70 á, thì cái vùng này nó biến động rất là nhiều, và ở cái vùng này được gọi là cái vùng mà họ chưa xác định được xu hướng, nên là nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong cái vùng này. Mà thay vào đó, nếu như các bạn muốn sử dụng cái chỉ số Bitcoin Grid and Fear Index á, thì chúng ta chỉ nên mua khi mà nó thật sự đạt về cái vùng rất là thấp, và chỉ nên bán khi mà nó đụng đến cái vùng rất là cao. Đó. Rồi, chắc là phần này thì đến phần của anh Huy Triết rồi đó. Ô, anh kỳ không nói gì vậy ta? Ở đây Kỳ thì Vĩ có thấy là anh Hùng Hoàng Minh có hỏi là tại sao nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tăng, market maker không đẩy theo nhu cầu để bán vùng cao hơn. Ở đây thì Vĩ xin phép giải thích cho anh Hùng Hoàng Minh thế này, nghĩa là đối với những cái đồng coin cũ á, một khi mà nó đã phân phối ra cho cộng đồng rồi đó thì không có gì để nói nữa. Nhưng mà đối với những cái đồng coin mà còn rất 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 là mới, còn rất rất là mới nha, ví dụ như là Celestia chỉ mở khoảng 10%, hoặc là những cái đồng coin khác mà nó chỉ mở đâu đó là từ 10 cho tới 15%, thì tất nhiên là đối với nhà đầu tư chúng ta kỳ vọng là altcoin có thể tăng tiếp, và market maker nó cũng biết là giá của altcoin có thể tăng tiếp. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu như thế này, vị thế của market maker là khác với lại vị thế của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chúng ta có thể nắm giữ một cái đồng coin 10.000 đô một đồng coin, hoặc là 20.000 đô, hoặc là 50.000 đô trên một đồng coin. Nhưng mà market maker họ ôm cái đồng coin đó để họ làm thanh khoản và họ muốn phân phối lại cho nhà đầu tư, thì cái số lượng họ ôm có thể từ 10 triệu cho tới 20 triệu, thậm chí là 30 triệu đô. Đó, nó sẽ là một cái vị thế khác hoàn toàn so với những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Vì vậy á, mà market maker họ không thể nào mà họ chờ đến cái mức giá rất là cao xong rồi họ bán ngay tại đỉnh, mà họ buộc phải phân phối dần trong một cái thời gian dài. Và chắc chắn là đối với cái số lượng mà họ cầm á, thì họ sẽ không thể nào mà họ
phải bán đỉnh, mà họ chỉ bán ở ngay cái vùng giá mà họ chấp nhận, chấp nhận có lời cho họ, chấp nhận cho có lời cho dự án và có thể làm thanh khoản cho cả thị trường. Chứ nếu như mà họ không có cái hoạt động market maker ngay ở những cái vùng giá thấp á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là trượt giá và cũng như là không có thanh khoản cho nhà đầu tư có thể mua bán. Đó thì hy vọng là Vĩ có thể trả lời được câu hỏi này cho anh Hùng Hoàng Minh. Rồi. Đâu, nếu như đẩy cao hơn và đạp sâu hơn á, thì đây là một cái hoạt động không hợp lý. Tại vì đẩy cao hơn thì ok, nhưng mà khi mà đẩy cao hơn mà bán với lại một cái áp lực mạnh mà không có ai đỡ thì nó sẽ thủng những cái vùng hỗ trợ và đó là một cái điều không hay. Đó. Rồi chắc phần này anh Huy Trip có thể share thêm giúp em nha. Rồi ok. Không biết anh Kỳ thấy cái vụ Bitcoin nó sập vừa rồi thì sao? nó bắt nguồn từ cái gì? Anh thấy là gì? Chút lời thôi, không có gì đâu. Bây giờ tôi nghĩ chiến tranh hay không chiến tranh thì tới lúc mà cái gọi là cái profit nó, anh thì thường anh coi cái gọi là cái profit của Bitcoin cái gì đó chỉ chả nhớ nữa, mà nó trên cái vùng đỏ 90 mấy % á, 96-97% đây, thì thường những lúc đó là anh đã thấy bắt đầu sẽ có hiện tượng sẽ có chút lời, không biết là khi nào. Thì đấy, nên nghĩ là nếu có chiến tranh hay không chiến tranh thì chắc chắn khi thấy một cái đợt đâm như thế này. Thật ra thấy mọi người nghĩ thì thấy là đây không phải lần đầu đâu, mà là trước đây trước đó cũng 2-3 ngày hay sao đấy, thì có những cây đỏ nó không có có khoảng 8% như hôm qua hôm kia hôm qua đúng không, nhưng mà rõ ràng là cây đó không có lý do, 4-5% vậy, 5-6% vậy đâu có lý do gì đâu, cũng làm 2-3 cây chẳng hạn. Thì đấy, chiến tranh thì chỉ là đơn giản như một cái để mà đưa lên để cho mỗi cây dài hơn một tí, chứ thực sự thì nó là nhu cầu của việc chốt lời nó là như vậy. Quan trọng là vừa rồi như là quan trọng là vừa rồi như thấy anh Kỳ xe về mua ETH đúng không? Đúng rồi, anh xe mua ETH ở đây là nó không phải là bắt đáy, mà là mình sẽ cân nhắc những cái việc đi farm và cơ hội và nguy cơ của việc lỡ tàu thôi. Nghĩa là anh đang xem xét là hiện tại là anh đang bị trễ của việc farming, anh đang định farming cái restacking, nhưng mà anh đã bị trễ 3 tháng rồi, tại vì trước đó là anh dùng tiền một cái khác, thì hiện tại anh mới có tiền rảnh để làm cái đó. Nếu mà mình chờ để mà bắt đáy thì anh nghĩ chắc chắn sẽ có thôi, nhưng mà dựa vào đó, dù mình bắt một cái đấy đúng không, cái mai hết hạn cái chương trình thì nó có đáng không đấy, nên là mình phải cân bằng những việc như mua ở một cái giá phù hợp và đi farm với một cái thời gian đủ dài thì nó sẽ đúng hơn. Thì cái vốn mình không phải là chỉ 1 ngày 2 ngày là mình sẽ lên được top 100 top 1000 được, mà nó cũng là một cái thời gian để mà nó lũy số điểm để farm đấy, nên là cần phải cân bằng được là cái việc bắt cái giá được bao nhiêu và tham với cái đồ dài là bao lâu. Thì qua đó thì anh đang nghĩ là đâu đó là hôm qua hôm kia thì nếu mình đã sập như vậy thì nghĩ là mua được, mua để farm tiếp, farm với cái restacking thì ok, cũng trùng hợp là buffer nó có ít 5 cái điểm gì đấy thì chắc là cũng ok. Có kịch bản hết rồi sao á, vừa sập cái buffer nó ít 5 luôn. Thôi. À, vậy cho anh share pin nhầm anh cái màn hình lên với nha. Rồi. Về cái phần mà vốn như bác Kỳ suy nghĩ nhiều á. Đúng rồi. Về cái phần sau halving thì liệu có on call season hay không? Thì theo mình á, thì cái dữ liệu về những cái thời điểm các cái chu kỳ trước thì mọi người có thể thấy được là ở những cái chu kỳ trước thì halving ở năm 2016-2020 thì sau đó thì mình thấy rằng là sau cái sự kiện halving ở những cái thời điểm đó thì Bitcoin nó không có còn những cái chất xúc tác nhiều nữa để dòng tiền nó nằm im tại Bitcoin và đẩy cho giá của Bitcoin nó tăng cao hơn. Ví dụ như mọi người thấy được là những cái dòng tiền đó họ cũng sẽ có cái nhu cầu là kiếm được lợi nhuận nhiều hơn gấp nhiều lần so với Bitcoin, so với việc hold Bitcoin, cho nên là họ sẽ di chuyển cái dòng tiền đó sang altcoin.
Và cái điều này nó cũng thúc đẩy cho cái việc là thị phần của Bitcoin ở trên thị trường ở trong thời điểm đó nó sẽ có xu hướng giảm. Như cái dữ liệu ở đây là cái Bitcoin dominant ở trên khung thời gian tuần, thì mọi người thấy là sau cái lần sự kiện halving diễn ra ở tháng 7 2016 thì Bitcoin ngay sau đó này nó giảm một cây đến tuần dominant rất là mạnh, và sau cái khoảng thời gian đó nữa thì nó cũng giảm rất là mạnh và tiếp diễn cái xu hướng giảm trước đó. Cho nên là Bitcoin nó tăng và các cái altcoin khác như là Ethereum hay là Ripple ở trong thời điểm đó, hay là Bitcoin Cash, hay là rất là nhiều cái altcoin khác thì nó cũng tăng rất là mạnh. Thì đó là một cái giai đoạn altcoin season. Và cái giai đoạn gần đây nhất là ở trong chu kỳ trước thì Bitcoin dominant nó cũng giảm mạnh, nó cũng giảm mạnh sau khi mà sự kiện halving nó diễn ra. Bởi vì là như mình nói là như mình có share là Bitcoin nó không có nhiều còn nhiều chất xúc tác. Có thể là trong giai đoạn hiện tại thì nó vẫn sẽ còn những cái chất xúc tác, như là hiện tại là đã có Hồng Kông thông qua Bitcoin ETF rồi, sắp tới là có, nếu như có ha, nếu như có là sẽ có Hàn Quốc, ở đảng đối lập của Hàn Quốc là nếu mà thắng thì họ sẽ cũng thông qua Bitcoin ETF trong thời gian tới. Cho nên là nó cũng là một cái có thể là chất xúc tác, nhưng mà halving thì sắp tới rồi, cho nên là mình nghĩ là cũng sẽ không còn nhiều, không còn quá nhiều cái chất xúc tác để Bitcoin có thể là tiếp tục tăng mạnh cái dominant của nó lên đâu. Thì đó là cái view của mình. Thì ở đây là cái chu kỳ 2021 này, là khi mà halving diễn ra xong thì dominant nó giảm, sau đó nó hồi lên một nhịp rất là mạnh, nó cũng tạo cái được gọi là cái phá vỡ giả, phá vỡ tăng giá giả, sau đó nó tiếp tục nó rơi mạnh luôn. Thì đó là một cái giai đoạn on coin season nó diễn ra. Còn trong giai đoạn hiện tại thì mình thấy rằng là cái nhịp lên này của Bitcoin dominant đó, thì nó cũng chưa chưa quá là mạnh, chưa quá là mạnh. Mọi người thấy là cái nến tuần vừa rồi là cái nến tăng nó, nhưng mà cái bóng nến phía trên của nó cũng khá là dài này, và ở trên này nó cũng có một cái kháng cự rất là mạnh là cái vùng 59 cho đến 60%. Đây là cái vùng đáy cũ của dominant Bitcoin ở 2021, cho nên là nó cũng đã bị phá vỡ rồi, nó phá rồi, cho nên là hiện tại vùng hỗ trợ này nó sẽ đóng vai trò là trở thành cái vùng kháng cự mới của dominant Bitcoin. Cho nên là khả năng á, là mình dự đoán là nó sẽ có thể nó sẽ còn tăng, nó tăng lên đâu đó là cái vùng màu đỏ này thôi, nó có thể nó lên cái vùng kháng cự màu đỏ này, sau đó thì nó sẽ có những cái setup giảm, và khi mà dominant của Bitcoin nó giảm thì altcoin season nó mới diễn ra. Thì khi mà cái dominant của Bitcoin nó giảm, và mình thêm một cái yếu tố nữa, thêm một yếu tố nữa là cái vốn hóa của cả thị trường. Hiện tại thì các bạn thấy được là vốn hóa của cả thị trường nó đang bị kháng cự lại bởi cái vùng ở năm 2021, cho nên là nó chưa có thể là nó kéo cái giai đoạn là Bitcoin FOMO cũng như là altcoin nó chạy theo Bitcoin được. Cho nên là khi nào mà cái vốn hóa của cả thị trường nó vượt qua cái vùng 3.000 tỷ đô này, nó đóng nến phía trên đâu đó là khoảng 2 nến hoặc là 3 nến tuần liên tiếp, thì lúc đó là lúc mà mình thấy là cái con sóng FOMO của Bitcoin cũng như là các cái altcoin nó sẽ sớm được diễn ra, cũng như là nó diễn ra luôn đó, nó diễn ra luôn lúc đó, nhưng mà Bitcoin nó sẽ chạy trước. Giống như chu kỳ trước mình có tham gia rồi, là mình có để ý mình thấy là khi mà bull run nó diễn ra thì Bitcoin nó sẽ chạy đầu tiên để nó làm truyền thông, mà nó làm truyền thông mà đưa tin nhiều về Bitcoin thì người mới họ sẽ biết đến nhiều hơn, và khi đó thì dòng tiền nó mới chảy vào thị trường nhiều, cho nên là Bitcoin nó sẽ cần đầu tăng đầu tiên. Và khi mà Bitcoin nó tăng á thì những cái coin top như là Ethereum hay là Solana nó cũng sẽ tăng theo, nó cũng sẽ tăng theo. Và khi mà on coin season nó diễn ra thì on coin top như vậy á, nó sẽ tăng thêm một lần nữa, cho nên là nó cũng sẽ tăng rất là mạnh. Cho nên là mình mới cái chiến thuật của mình á, là mình vẫn ưu tiên là mình đầu tư vào top coin nhiều hơn, cho nên là cái portfolio của mình là 50% là mình phân bổ cho ETH rồi. Thì đó là cái chiến thuật của mình. Còn với cái thesis của mình thì mình thấy là khi nào mà cái vốn hóa của cả thị trường này nó tăng, nó vượt qua cái vùng 3.000 tỷ, là cái vùng kháng cự ở 2021, kèm với cái việc là cái Bitcoin dominant nó giảm, thì lúc đó altcoin season nó sẽ diễn ra. Và tất nhiên là cái chu kỳ này mình đoán là nó cũng sẽ diễn ra cái altcoin season, bởi vì là nó cũng mình bởi vì mình tin vào cái thuyết chu kỳ
thuyết chu kỳ ở cái thị trường crypto này nó diễn ra theo thuyết chu kỳ là như nó như vậy. Thì đó là cái phần sale của mình về on condition, nó sau khi mà halving nó diễn ra thì nó có on condition hay không, không biết là cái góc nhìn của anh Kỳ với lại chắc Vĩ như thế nào về cái topic này. À, thấy nói về chiến thuật của Huy thì thấy cái này rất là hay nha, là mỗi lần mà thị trường sập là thấy Huy nạp tiền vô ngay, khiếp thiệt, thấy có Huy cứ băng tinh tinh liền, trời ơi mỗi lần sập cái là có tinh tinh liền, tính thiệt. Ước ước được như anh Huy. Cái Cái này sao Huy anh nói đi, anh nói đi. có một cái mà có đúng là Huy nói đúng là sau halving thì cũng không còn cái tác nhân xúc tác cho việc Bitcoin tăng, nhưng mà cái đó là nói về cái chu kỳ trước, còn chu kỳ này mình có là những gần như là có rất nhiều cái thứ kiểu những dự án là những cái này cái nọ meme coin NFT trên Bitcoin rất là nhiều, nên anh nghĩ nó cũng là một cái khả năng đây, khả năng là sẽ là một cái gì đó giúp xúc tác cho cái việc mà tăng trưởng Bitcoin trở lại. Mọi người có thấy gần đây có cái cục đá gì đó, cục đá gì trị giá hơn Runestone 100 triệu, đúng rồi, hả đúng rồi, bác? Runestone gì đó, nó có 100 triệu đấy, thì không anh nghĩ là nó sẽ là một cái tác nhân nào đó, hiểu nó sẽ tăng lên, ví dụ lên 1 Bitcoin cái hạn rồi nhà nhà đổ xô vô họ sẽ mua vân vân các kiểu, thì đấy thì nó cũng là một cái tác nhân mà anh nghĩ đang phỏng đoán thôi, sẽ là một cái tác nhân nhưng mà tăng trưởng Bitcoin sắp tới, nhưng với cả là sắp tới thì nhân dịp này thì là ngày 20 tháng 4 thì coi như đấy mình sai hơi bị bụi bị bán cái vậy, Quảng cáo đi. 20 tháng 4 thì có nhớ mình sai có một cái offline về có chủ đề là Bitcoin và cái cục đá, thì anh em có thể vô đặt câu hỏi về cái cục đá đó xem như thế nào để coi mọi người có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm góc nhìn về cái đó, và ngày hôm đó cũng có mình, đúng Góc rồi, nhìn về mình cũng cục tham gia trong đó với vai trò là mua hát văn nghệ các kiểu đá. giải trí để cho mọi người xả stress trong khi nghe về các diễn giả nói về cục đá và Bitcoin halving. Cá nhân Vĩ thì Vĩ không có phân tích kỹ thuật giỏi như là anh Huy Triết, nên là góc nhìn của Vĩ rất là đơn giản về thị trường này, là ở thời điểm hiện tại thì không phải là cái thời điểm để bán, mà đây là cái thời điểm để mình có thể chờ mình mua thêm. Cá nhân Vĩ thì Vĩ sẽ chờ Bitcoin có thể giảm về đâu đó là khoảng 60.000 đô, hoặc là ý là mình sẽ chờ những cái phản ứng giá. Thì ví dụ như là cái mốc mà mình được gọi là mốc hỗ trợ mà nó thủng thì mình sẽ chờ tiếp ở cái vùng dưới. Còn nếu như ở thời điểm hiện tại mà như cái ở phía trên vị có nói là nếu như mà nó thủng, nó tăng lên và thủng được vùng 69.000 thì mình sẽ chờ lên 72.000. Còn nếu như nó thủng qua, nó qua 72.000 luôn thì chúng ta sẽ tiếp tục mình chờ một cái đường, một cái ý là nếu như nó thủng để xác định xuống tăng á thì mình có thể được gọi là mình mua thêm để chờ đến cái vùng cản tiếp theo đó, thì cái này sẽ được gọi là trade tối ưu trong một cái khoảng thời gian ngắn. Còn đối với những cái tài sản mà Vĩ đang hold đó thì mình có tiền thì mình cứ mua thêm thôi chứ mình không có cần phải bán. Ở đây có một một bạn tên là Lady Gaga BTC có hỏi anh Huy Triết kìa. Với mình thì các bạn hỏi là cái gì ta, portfolio hold thấy cũng thay đổi nhiều, trong đó có một đồng Lido hiện entry có đang tốt không, Huy còn hold LDO không? Từ từ đó đến bây giờ mình có hold LDO đâu ta, mà nếu như bạn muốn hold LDO thì hiện tại mình thấy là khung thời gian tuần thì nó cũng đang tốt, nó cũng đang vẫn đang duy trì trong xu hướng tăng và nó cũng đang giảm về vùng hỗ trợ, cho nên là có thể là mình DCA mình chia vốn ra mình buy dần, mình buy dần được rồi. Còn nếu như mà bạn bạn mình thì mình không có hold LDO, cho nên là mình không có share quá nhiều về cái đồng coin này, Ở mình chỉ đây mình nên thấy có bạn
Ở đây mình thấy có bạn For Trading View 1 và bạn The Man From Nowhere. Nếu như các bạn có vốn dư và các bạn có muốn mua ở thời điểm hiện tại thì các bạn cứ mua thôi. Còn chiến lược của ai thì đâu có sai hay đúng gì đâu đâu ta. Ví dụ như cái vị thế của mình á, thì mình đã có ôm nhiều rồi và cái số tiền stablecoin của mình không còn nhiều nữa, nên là mình muốn chờ một cái giá tốt, chứ mình không phải là cứ mua ở thời điểm hiện tại cứ mua đi. Đó thì cái này là tùy thôi, không có sao cả. Trong livestream không nên toxic. Con W bị mình mút được 0.5 hôm trước. Có con W là Vĩ có mua nha. Con W là Vĩ có mua. Vĩ có share ở trong cái buổi livestream hồi 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 thứ bảy hay là chủ nhật tuần này á. Thì cá Mà nhân Vĩ Vĩ mua cũng giá đang chờ. nhiều, Hả? mua giá Cá nhiều. nhân quên mất tiêu rồi, quên thiệt á. À thì một trong những cái lý do mà Vĩ không mua ở thời điểm hiện tại là tại vì Vĩ thấy là Bitcoin Dominance vẫn có thể tăng tiếp lên vùng 58. Đó thì mình sẽ chờ đến cái vùng 58 để mình mua. Anh Kỳ có cái góc nhìn gì về cái altcoin season trong thời gian tới không anh Kỳ? Anh thấy chưa đâu, có nghĩa là anh view anh vẫn đồng ý là chắc Bitcoin Dominance sẽ tăng. Anh có hình như là có post một cái bài, chả nhớ là post ở cái channel tạo quyền hay bên ngoài hay sao ấy, là đại khái là Bitcoin Dominance nó sẽ tăng. Thì anh đang nghĩ dễ cái mà cái view tăng của anh sẽ bị bỏ nếu mà nó sẽ đâm xuống dưới 50.81%, thì nó sẽ phá cái view tăng của anh đấy. Còn nếu không thì anh vẫn giữ cái view tăng đó cho tới khi nào nó có khoảng 60% hay sao đấy thì sẽ tính tiếp. Thì trong thời gian đó thì anh nghĩ là nó phải chắc cũng khoảng cả tháng hơn, tại vì hiện tại em mới thì anh sẽ có một cái view là hạ nhiệt của Bitcoin Dominance, nó sẽ có một cái ongoing season nhẹ nhẹ. Thì hôm qua anh đến nay thì mọi người cũng đã thấy nó tăng cũng mạnh đấy đấy, dầm dầm như vậy thì chắc là. Nhưng mà để nó mà tôi sẽ thực thụ chắc phải cuối năm, chắc phải cuối năm. Ủa Còn nhưng hiện mà tại theo đúng là sân chơi của Bitcoin. hồi nãy anh Kỳ có nói là phá vỡ xu hướng tăng á, là theo anh Kỳ là vùng giá nào vậy? Bitcoin Dominance là BTCD là 50.81 theo quan điểm cá nhân của anh. Ủa anh Kỳ đang nói là nói cái gì ta? Đang nói về cái phần trăm hay là đang nói về Fibonacci 51,8%? BTC.D á, BTC.D. nếu mà nó phá khỏi cái vùng 50.81 thì anh sẽ xem xét về ongoing season À 50.8 50.81. 81 đúng Ý rồi, ý anh Kỳ là cái vùng này nè, ý anh Kỳ là cái vùng này đúng không? Nếu như đúng nó rồi thủng đúng xuống rồi. vùng này thì có thể được coi là altcoin season. Còn nếu mà hiện tại thì anh nghĩ là sẽ tăng tiếp lên khoảng 60 dạng thế. Em thì Thì đang kỳ đó nên vọng là hơn cái là 58. năm tám nữa sáu mươi sao đấy thì cũng tầm vòng đó, nhưng mà nó sân khấu của on call season này chưa đâu, nghĩ chưa. Còn hiện tại chắc là mới chắc tập dợt này nọ thôi chứ chưa. Thì Còn cá nhân em là cũng thiệt vậy, tại vì mình không có mua Bitcoin, nên là thành ra mình cũng không có giống như là mình không mua Bitcoin mà mình đang chờ mua altcoin. Nên là nếu như muốn an toàn á thì theo em thấy là nên để cho Bitcoin diễn cho xong cái đi thì vẫn còn cửa để mua altcoin sau. Rồi, ở đây theo anh Huy thì các vùng giá đáy hỗ trợ mạnh của Bitcoin trong chu kỳ này là những vùng nào, có thể xuống dưới vùng 50k không anh Huy? Với mình đó thì trên khung thời gian tuần của Bitcoin á, thì nó đang có những cái vùng hỗ trợ mà mình thấy rằng là như mình có share trong phần trước á, thì khi mà Bitcoin nó thủng cái đường EMA ở trên khung thời gian tuần á, EMA cái đường màu xanh nước biển nè, còn mình share cái screen cho ta. Ok, để đợi xíu. Rồi, anh Huy trip xe đi. Là cái view của mình đó, là khi mà Bitcoin mà nó thủng, nó đóng nén ha, nó đóng nén phía dưới cái đường màu xanh nước biển này, là cái đường EMA 21 á, thì lúc đó là mình thấy là Bitcoin nó sẽ rất là xấu rồi.
Còn hiện tại thì nếu như mà đi theo sóng á, đi theo sóng thì Bitcoin nó sẽ có cái vùng hỗ trợ rất là mạnh ở đây, rất là mạnh ở đây, mạnh ở đây. Nó là vùng 25 cho đến 30 ngàn, 25 cho đến 30 ngàn. Bởi vì là sóng này thì nó là con sóng 3 của trong sóng đẩy, cho nên là hiện tại thì mình thấy là nó vẫn chưa có nhịp nào mà nó tạo sóng 4, nó điều chỉnh quá rõ ràng. Cho nên là hiện tại thì nếu như mà khi nào mà Bitcoin nó đâm thủng cái đường màu xanh nước biển này thì nó sẽ trở nên rất là xấu. Còn khi nào mà nó vẫn tồn tại trên cái đường MA này thì bull run nó vẫn còn diễn ra. Còn đối với Bitcoin thì hiện tại mình sẽ view theo cái đường MA 21 này, tức là cái vùng hỗ trợ hiện tại của Bitcoin trên khung khung tuần á, là đang là vùng 55.000. Mọi người thấy trên cái 55.000, 55.800 là theo cái đường dây MA này. Bởi vì là mình view theo cái Bitcoin nó sẽ bám theo cái đường MA này, nó đi lên giống như những cái chu kỳ trước, như là chu kỳ 2021 và 2017. Đây là nó cứ bám, nó cứ bám theo cái đường MA 21 này, nó tăng lên thôi. Và khi nào mà nó thủng thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần quan sát, cần chú ý là nó cứ bám theo cái đường dây MA này thôi. Đó là trên khung thời gian tuần, bởi vì là trên khung thời gian tuần thì nó có độ tin cậy cao hơn so với những khung thời gian khác, cũng như là MA 21 tuần đó, thì nó cũng đóng vai trò là một cái tín hiệu ngắn hạn cũng khá là ổn theo như mình backtest trong những cái chu kỳ trước. Mình có share một chút thêm về cái on call season thì mình có thấy được ở trên Trader, thì đây là một cái chart về cái vốn hóa của vốn hóa của thị trường, không không bao gồm vốn hóa của Bitcoin ha, mà cái vốn hóa này là nó bao gồm vốn hóa của Oncoin, có cả Ethereum luôn. Thì theo như cái chart này á, thì mình thấy rằng là Bitcoin, theo như cái chart này thì Oncoin season á, hầu như là mình thấy nếu như cái lịch sử được lặp lại thì giai đoạn hiện tại đang là một cái giai đoạn mà retest lại cái đoạn accumulation. Giống như những cái chu kỳ trước thì mỗi khi mà vốn hóa của Oncoin nó tăng lên, nó vượt qua cái line màu 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 đen phía trên trong cái vùng màu vàng này á, thì nó sẽ có một nhịp retest, sau đó thì nó bơm mạnh luôn, nó bơm theo cái nhịp sóng của Oncoin season luôn, giống như là ở trong chu kỳ 2016 và 2020 và 2024 này á, thì chúng ta thấy được là giá nó đã phá qua cái line trên của cái vùng màu vàng này rồi. Và đây đang là một cái nhịp mà retest lại cái live trend này, và sau đó thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái giai đoạn đi ngang, giai đoạn đi ngang của Oncoin. Giai đoạn Oncoin đi ngang này thì Bitcoin nó có thể nó sẽ bật tăng trở lại để nó chiếm kiếm sóng cũng như là nó chiếm cái phần dominant, nó chiếm cái phần thị phần. Và khi nào mà Bitcoin dominant nó giảm thì Oncoin season nó mới diễn ra. Và mình theo như cái biểu đồ này thì mình nghĩ rằng là có đến đâu đó là khoảng 70-80% là Oncoin nó đang có một cái vùng giá rất là tốt, vùng giá rất là tốt để chúng ta có thể mua thêm vàng. Thì đó là theo cái view của mình. Rồi. Ở đây em thấy có anh Thiên, anh Thiện, anh Thiên Nguyễn là nói là các anh em có thể xem xét đến việc lãi suất đang rất cao, yếu tố địa chính trị xấu và người dân sẽ có xu hướng trú ẩn thay vì đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm như là crypto. Thì ở đây anh Huy Triết với lại anh Khang Kỳ có góc nhìn gì về cái ý kiến này không? Anh Kỳ nói trước đi anh Kỳ. Thật ra thì cũng xét một về một một góc độ nào đó thì nó cũng vẫn đúng, nhưng mà nếu mà nói về cái góc độ là nếu mà nhìn 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 về cái chart thuần túy á, thì mấy cái này nó cũng giống như là anh coi nói giống như là chiến tranh chẳng hạn, nó cũng như là kiểu một gọi là một cái lý do để mà làm cho một cái chart nó sẽ đi theo một cái đường nào đó chẳng hạn như vậy. Thì như mọi người nói là kiểu bây giờ lãi suất tăng cái kiểu đúng không, nhưng mà rõ ràng là lãi suất tăng nhưng mà cái chart đó đôi khi nó sẽ kiểu như là nó chẳng kháng cự đi, nó vẫn bật lên được dù là lãi suất tăng chẳng hạn, đại khái như vậy. Thì anh đang cảm giác như là những cái lý do đó
Thì đôi khi á, mà nếu mà mình chơi theo một cái dạng mà là khung tuần và khung ngày á, thì những cái lý do đó nó gần như là cũng không có quá ảnh hưởng quá nhiều. Thì khi nào các bạn chơi khung 1 giờ hay 15 phút thì nó mới ấy chứ. À, mình thấy như vậy. Nên là thực sự là đôi khi là chỉ cần nhìn vào cái chat thì mình sẽ cũng, nếu có cái chat đúng không, và các bạn có một kế hoạch phân, kế hoạch giao dịch kiểu chuẩn chỉnh, thì những cái thông tin đó thì mình thấy nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Đó là ví dụ như các Cách bạn sao bị không bác nói trước đi, bác nói trước thì em nói sau. kiểu giống như là bây giờ các bạn đúng không, các bạn không có nên, các bạn cầm một cục tiền, thì khi mà nếu dựa vào cái giá đó, mình thật sự là bây giờ có chiến tranh, nhưng mà thật sự giờ kêu kêu mình dự đó là cái giá nó xuống không thì cũng đâu có biết được đúng không. Bây giờ nó tăng lên 71.000, lên 80.000, lên 100.000 trước, rồi sau đó giảm xuống 50.000 cũng là hợp lý mà, chẳng hạn vậy. Tự nhiên đang chiến tranh, cái Bitcoin ETF được approve như hôm qua chẳng hạn, rồi xong cháy cái lệnh của mình luôn đấy. Thì nên là coi mấy cái đó thì cái xét còn tính dài hạn thì đôi khi là mình sẽ cũng không cần nó coi tới có lắm đâu, còn ngắn hạn thì ok nó sẽ có make sense tí. Cá nhân em á thì em thấy là thực ra là cái yếu tố vĩ mô á, đúng là nó cũng có tác động đến thị trường crypto, nhưng mà nó sẽ tác động theo một cái chu kỳ rất là dài. Nghĩa là ví dụ bây giờ mà lãi suất tăng á thì cũng phải vài tháng sau thì dòng tiền nó mới bắt đầu ảnh hưởng, hoặc là ngược lại khi mà lãi suất mà giảm á thì vài tháng sau dòng tiền nó mới bắt đầu vào thị trường crypto. Còn ở thời điểm hiện tại á, khi mà mọi người xem xét cái yếu tố vĩ mô á, vì thế là mọi người thường hay xem xét ngay đúng tại thời điểm đó, hoặc là mọi người thực ra là đang xem cái mà mọi người đầu cơ ở trong tương lai thôi, chứ nó không phải là cái tác động thật từ cái thị trường vĩ mô đó. Vì có một cái case rất là cụ thể như thế này, đó chính là cái thời điểm mà El Salvador chấp nhận Bitcoin, thời điểm mà El Salvador chấp nhận Bitcoin thì có phải đó là một trong những cái tin tức rất là tốt không? Tại vì chưa có một cái quốc gia nào mà họ xem Bitcoin như là một cái tiền tệ hợp pháp của một quốc gia. Tuy nhiên á, sau đó là gì? Sau đó là giá của Bitcoin đã có một cái cú sập rất là mạnh. Vậy thì ở đây á, các bạn sẽ thấy được là gì? Thực ra nhà đầu tư ở trong thị trường crypto á, chỉ chú ý đến cái tin tức vĩ mô khi mà thị trường crypto không có một cái câu chuyện để kể. Còn một khi mà trong thị trường crypto nó có một cái câu chuyện để kể á, thì gần như người ta quên đi cái yếu tố vĩ mô là gì. Có phải là từ đầu năm cho đến nay đi thì thật ra là lãi suất cũng chưa có xu hướng giảm, nhưng mà người ta đang tin vào một cái việc là lãi suất sẽ có thể giảm ở trong tương lai đó, và hoặc là người ta bắt đầu người ta chú ý đến những cái câu chuyện khác, ví dụ như là khi mà BTC ETF được duyệt qua, đúng không, được chuẩn bị được duyệt qua, thì lúc đó người ta lại bắt đầu người ta kéo cái sự chú ý của họ vào BTC nhiều hơn. Rồi trong tương lai tới thì có cái gì? Có Ethereum restaking, có liquid staking, có Ethereum ETF nè, rồi có TON. Ví dụ như là bây giờ các bạn sẽ thấy đi, mặc dù lãi suất chưa giảm, dòng tiền vẫn chưa đến được thị trường crypto, nhưng mà khi mà nhà đầu tư trong thị trường crypto mà thấy có một cái cơ hội với một cái hệ sinh thái nào đấy thì người ta vẫn vào thôi, người ta vẫn join thôi. Nên là cá nhân Vĩ nghĩ là cá nhân Vĩ nghĩ, và thực ra là Coin 98 Insight chúng mình cũng thấy luôn, đó chính là thị trường vĩ mô, những cái tin tức vĩ mô á, đúng là nó sẽ có tác động đến thị trường crypto, nhưng mà nó sẽ tác động theo một cái khoảng thời gian dài hạn hơn, chứ không phải là một cái chu kỳ ngắn hạn mà nó có thể tác động được ngay đến giá. Còn đối với những cái hoạt động mà tác động ngay á, thì thông thường nó chỉ là một cái hình thức để họ hợp pháp hóa đường giá thôi, để những market maker có thể hợp pháp hóa đường giá. Cái case mà mình thấy là cái việc mà mọi người nói là chú ý đến lãi suất đúng không, thì rõ ràng là cái lãi suất nó đã tăng lên từ đâu cái năm ngoái tới giờ rồi. Thì tại sao mọi người đều cho rằng lãi suất tăng thì sẽ không có dòng tiền vào Bitcoin, vào crypto, thì tại sao lại Bitcoin lại tăng từ 15.000 lên sáu mấy nghìn, 80.000 phá đỉnh luôn, ủa 70 mấy nghìn phá đỉnh, và các đồng coin khác cũng tăng đấy. Có nghĩa là đôi khi mình nhìn vào cái gọi là cái vĩ mô, nhưng mà thực sự là rõ ràng là mình cũng bet theo cái hướng đó và mình đã sai đấy. Nên là thực sự mà kiểu kêu là cái vĩ mô mà nó tác động đến crypto thì cũng nhiều mặt nào đó thôi, chứ mà mọi người nếu mà xem trọng nó quá thì sẽ miss cái sóng giống như mình chẳng hạn vậy.
cái bắt đầu tới đó người ta sẽ đưa vô một cái lý thuyết khác là cái dòng tiền mà bị chính phủ hút á, là dòng dòng tiền của đại khái là của tổ chức lớn này nọ các kiểu, dân chứ dân chưa bị hút. Đó, người ta sẽ đưa ra những cái lý thuyết mà hợp thức hóa cho cái việc tại sao crypto tăng trong khi lãi suất vẫn tăng. Đó, vì câu chuyện đâu có lý, đâu có ý nghĩa nữa đâu. Nên là bề mặt đó mình nói thì mình cho rằng là kiểu mình có một cái plan phân bố, thì phân bố tài sản dòng tiền nó vẫn hợp lý, hay là mình cứ tin vào cái việc là làm lãi suất tăng rồi chiến tranh các kiểu. Đây đây là một cái ví dụ cho mọi người xem nè. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 thì đó là ngày mà El Salvador chính thức chấp nhận Bitcoin như là một loại tiền tệ hợp pháp. Nhưng mà các bạn hãy nhìn vào cái hình cái chart giá Bitcoin sau đó nè, thì đúng vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 thì sau khi mà El Salvador đã chấp nhận thì giá Bitcoin đã có một cái cú đâm từ 52.000 đô xuống còn đâu đó là khoảng 40.000 đô. Đó, thì cái này là một trong những cái case rất là cụ thể liên quan tới cái được gọi là tin tức vĩ mô nó có thật sự tác động đến thị trường crypto hay không. Rồi, chắc là bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo đi, là theo anh Huy Trip và anh Khang Kỳ á, nếu như mà trong thời gian tới chúng ta có cơ hội để chúng ta mua vào tích lũy thì cái chiến lược để sử dụng để bắt đáy thì chúng ta nên sử dụng cái chiến lược như thế nào, hoặc là chúng ta nên phân bổ vốn bắt đáy như thế nào, thì cái này là không biết anh Huy Trip với lại anh Khang Kỳ có share thêm cái góc nhìn của hai anh được không? Ok, đến em sẽ trước hay anh Kỳ? Nhường em. cho anh pin nhầm anh cái màn hình lên như vậy. Rồi, ok. Rồi. Theo mình đó thì cái chiến lược mà mình sử dụng á, mà mình cũng có share ở trên Twitter cũng như là YouTube hay là trong tờ độc quyền rồi, là mình sẽ mua khi mà cái khung thời gian 4 giờ á, khung thời gian 4 giờ của Bitcoin và cái hoặc là cái khung thời gian 4 giờ của biểu đồ tổng vốn hóa cả thị trường crypto là cái total một á, mà nó có cái RSI dưới cái vùng 30, dưới cái vùng 30 thì mình sẽ mua vào, mình mua thêm vào Bitcoin hoặc là Oncoin. Thì các bạn thấy được là đây là cái khung thời gian 4 giờ của Bitcoin từ cái giai đoạn cuối 2023 cho đến nay, là khi nào mà RSI nó dưới cái khu vực 30, tức là nó đang bị quá bán, nó đang bị bán quá mức á, cho nên là lúc đó thì chúng ta có thể là tranh thủ mua thêm vào, bởi vì là chúng ta đang trong một cái con sóng tăng ở trên khung thời gian lớn như là khung thời gian tuần và khung thời gian tháng, khung thời gian ngày cũng đang là những cái con sóng tăng, cấu trúc xuống tăng, cho nên là ở trong ngắn hạn là khung 4 giờ này á, thì mình thấy cái chiến lược này nó đang rất là hiệu quả. Là nó có thể giúp cho chúng ta là tối ưu được điểm mua cũng như là có thể là được coi là những cái vùng dip luôn á, vùng 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 đáy trong ngắn hạn luôn. Thì đây là những cái giai đoạn mà RSI của Bitcoin khung 4 giờ nó dưới 30, nó dưới 30 thì lúc đó là những cái giai đoạn mua vào. Thì hiện tại là Bitcoin nó cũng đang rất là coi là nó đang rất là hiệu quả với cái chiến lược này. Thì đây là cái chiến lược đầu tiên mà mình share với các bạn. Là RSI dưới 30 ở khung thời gian 4 giờ thì chúng ta có thể là chia vốn ra để mua thêm vào được. Và cái thứ hai á, chiến lược thứ hai là chúng ta sẽ mua theo cái biên độ giảm của Oncoin, mua theo biên độ giảm của Oncoin. Ví dụ ở đây là nếu như mình có Arbitrum đi, Arbitrum ha. Em là em mua khi mà bác Kỳ kêu em bán, em sẽ mua vô thêm. Thì đối với Không, dự báo hợp lý á. anh Kỳ thành anh indicator rồi hả, thì đối ví dụ như Arbitrum này á, thì hoặc là những cái altcoin khác cũng 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 được, mà đừng có coi rác quá là được. Là mình sẽ mua khi mà biên độ giảm của những cái đồng altcoin này nó giảm 20%, tức là ví dụ như Arbitrum này nó từ vùng 2,26 đô đúng không, nó giảm 20% là còn 1,8 đô, mà mình sẽ chia thành 5 lần mua, tức là mình có vốn là 100% thì mình sẽ chia làm 5 lần mua, và mỗi lần mua thì mình sẽ mua 20%, tức là thành 5 5 phần bằng nhau, mỗi lần là 5 mỗi lần là 20 phần
20% vốn cũng như là 20% biên độ luôn. Ví dụ như ở đây này, đây, ví dụ như ở đây nó giảm 20% thì mua vô một lần, và từ cái mức giá này nó giảm tiếp 20% thì mua thêm lần nữa, và nó cứ giảm đều đều 20% như vậy là chúng ta cứ rải vốn ra mua vào được, và làm 5 lần như vậy, làm 5 lần như vậy thì chúng ta sẽ đủ vị thế cũng như là tối ưu được cái entry, tức là tối ưu được cái mức giá vốn của các bạn. Thì đây là cái chiến thuật mà mình thấy là nó cũng khá hợp lý trong cái giai đoạn mà chờ đợi on call season nó diễn ra, mà chúng ta cũng sẽ gom đủ cái vị thế. Thì đây là cách thứ hai, tức là cứ chia đều vốn ra và gom khi mà nó giảm 20%. Thì đó là cái cách thứ hai. Cách thứ ba thì chắc chắn là DCA theo cái tiền lương rồi, tiền lương mỗi tháng mà chúng ta có nhận về á, thì mà trích ra khoảng đâu đó là 20 hoặc là 30%. Ai mà chi tiêu tốt thì 50% luôn, 50% để DCA và một cái on call nào đó mà các bạn cho rằng là nó sẽ tăng trong trung hạn và dài hạn cũng như là cái chu kỳ này, thì chúng ta có thể trích trích tiền lương nó ra. Thì DCA thì nó cũng ổn định, nó cũng giúp chúng ta là ổn định về cái mặt là tâm lý, bởi vì là chúng ta không có vay mượn cũng như là không có on in hết vào một lần, mà chúng ta vẫn luôn có cái khoản tiền lương mỗi tháng đó, khoản tiền thu nhập mỗi tháng đó để DCA, tức là chúng ta đang ở một cái thế là thế chủ động, rất là linh hoạt về về cái phần dòng tiền, cho nên là giá nó cứ giảm thì chúng ta vẫn có tiền để chúng ta mua thêm vào, bởi vì là chúng ta vẫn có cái khoản thu nhập đều đặn hàng tháng. Thì đó là ba cách mà mình thấy rằng là ba cái chiến lược này rất là phù hợp để đầu tư mua trong cái giai đoạn uptrend cũng như là bull run. Ủa, anh Huy Drip cho anh hỏi là nếu như anh Huy Drip chia ra năm cái thời điểm để mua như vậy á, là anh chia theo kiểu là đều vốn hay là cái phần vốn càng xuống thấp thì anh sẽ vào càng nhiều? Anh thì anh sẽ chia theo đều vốn, như anh nói hồi nãy là anh sẽ chia đều vốn là 100% vốn thì anh sẽ chia 5 lần, mỗi lần là 20%. Thì bởi vì là nó cũng có ưu và nhược điểm thôi, bởi vì là nếu như mà nó càng giảm á, thì chúng ta sẽ càng tăng được cái số lượng coin và tối ưu được cái entry, mà khi mà nó không giảm mà nó tăng lên luôn á, thì chúng ta cũng có một cái lượng tương đối lớn về cái phần tỷ trọng vốn trong cái việc là giá nó tăng, thì chúng ta vẫn có một cái lượng lớn vốn để coi là giá nó tăng thì chúng ta vẫn có hàng đó. Rồi ở đây thì chắc là em muốn share một xíu, đó chính là tại vì cái này em nghĩ là nó sẽ dành cho những ai có nhiều vốn, có dư vốn, đặc biệt là như là anh Khang Kỳ á thì mới chơi được cái chiến lược này, chứ ví dụ như là không, cỡ đó. Mình thì không chơi được. Thì đối tại vì cá nhân Vĩ nha, thì Vĩ vẫn chờ là Bitcoin sẽ có tiếp tục một cái cú giảm nữa, và cái cú giảm này nó sẽ tiếp tục nó gây sốc thêm một lần nữa để cho nhà đầu tư họ rủ hàng ra. Nói chung là tại vì Vĩ thấy cái đợt vừa rồi á, khi mà market sập như vậy mà nó hồi rất là nhanh á, thì có vẻ là như là nhà đầu tư không sập, và như hồi nãy thì cái chỉ số Crypto and Fear Index á, nó cũng còn lên đến 70 mấy lần, có vẻ là nhà đầu tư không ai sợ cả. Thì nếu như các bạn có đọc một cái bài viết mà được gọi là Wulong Market Maker của Dogecoin hồi năm 2012 hoặc là năm 2014 gì đó, thì các bạn sẽ biết được là để cho Market Maker có muốn đẩy hàng hoặc là có muốn được gọi là làm giá thì họ sẽ luôn có những cái cú test như vậy á, là để test lực hỗ trợ của những cái đồng coin để xem coi là có nhiều người muốn mua nó hay không, hoặc là nếu như họ muốn đẩy giá thì có nhiều lực cản bán phía trên hay không, thì nó luôn phải có những cái hoạt động testing như vậy. Vậy thì cá nhân Vĩ thì Vĩ chờ là crypto được gọi là những cái đồng altcoin á, nó vẫn sẽ có tiếp tục những cái cú đâm nữa, đâm chứ không phải là giảm nha, được gọi là đâm một cú giật rau mạnh xuống á, chứ không phải là giảm, chứ không phải là cái xu hướng giảm của coin. Thì nếu như mà các bạn có vốn như anh Khang Kỳ á, thì Vĩ nghĩ là mình có thể đặt những cái lệnh chờ mua đâu đó là khoảng thấp hơn 20% so với giá ở thời điểm hiện tại. Cái đợt vừa rồi á, ví dụ như là có rất là nhiều đồng coin nó giảm khoảng 30%, thì Vĩ nghĩ là cái đợt đâm sắp tới đây á, nó sẽ không có giảm sâu bằng cái đợt đâm vừa rồi.
Tại vì bây giờ người ta cũng đã có được gọi là người ta cũng đã cẩn thận hơn rồi, người ta cũng đã cẩn thận hơn rồi, nên là Vĩ nghĩ cái cú đâm này nó sẽ không mạnh như là cú đâm trước, nhưng mà các bạn vẫn có thể đặt những cái lệnh limit á, khoảng âm 20% so với cái giá hiện tại của những cái đồng coin. Thì nếu như mà nó có giảm á, thì biết đâu các bạn sẽ mua được ở một cái vùng giá rất là tốt khi mà các bạn đặt một cái lệnh chờ ở đó mà các bạn không cần phải canh. Rồi, và cái phần cuối cùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay á, đó chính là Vĩ thấy là sau cái buổi sau cái cú đâm vừa rồi á, thì thị trường có vẻ như là đã reset game và họ sẽ chờ những cái narrative mới. Thì ví dụ như là có những cái narrative cũ như là Proof of Work coin đi, đó POW coin, trong đó là có Litecoin nè, có Dash nè, có Bitcoin nè, có Ethereum Classic các kiểu nè. Thì cá nhân Vĩ đánh giá là nó đã qua trend rồi, và nếu như mà các bạn muốn chơi những cái Proof of Work coin á, thì thông thường á, chúng ta sẽ chờ cái thời điểm được gọi là trước halving một năm, tại vì thường những cái đồng coin được gọi là Proof of Work á, thì nó sẽ có sự kiện halving, thì mình chỉ nên mua trước halving một năm thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà thị trường được gọi là đã reset game rồi, và các bạn cũng sẽ thấy rõ một điều luôn, đó chính là nếu như bây giờ Vĩ hỏi người ta là muốn bắt đáy con nào, thì hình như là rất là ít người muốn bắt đáy những cái đồng coin cũ, mà thay vào đó họ sẽ trả lời là họ muốn bắt đáy ví dụ như là Tron nè, hoặc là họ muốn bắt đáy những cái đồng coin liên quan tới restaking nè, hoặc là Solana nè các kiểu, thì nó đều là những cái đồng coin mới. Vì vậy á, mà Vĩ nghĩ các bạn cũng nên bắt đầu chú ý đến những cái narrative có thể thịnh hành ở trong tương lai tới. Thì hiện tại là Vĩ thấy có một số cái narrative như sau. Thứ nhất á, là narrative liên quan tới liquid restaking. Thực ra nha, cái mảng restaking này á, về bản chất nó vẫn phải phụ thuộc ở trên liquid staking. Mà liquid staking ở đây đó chính là những cái thằng nào? Liquid staking ở đây đó chính sẽ là những cái thằng như là Lido nè, Rocket Pool nè, hoặc là Anchor nè. Tuy nhiên á, bởi vì trong thời gian tới người ta chú ý tới cái chữ restaking nhiều hơn là cái chữ liquid staking, nên là Vĩ nghĩ trong thời gian tới các bạn nên chú ý đến những cái đồng coin mà nó trực tiếp ở trong cái mảng restaking thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là trong đây là có Puffer Finance nè, có Renzo nè, ETH Fi nè, Kep DAO nè, đó là những cái dự án mà nó liên quan trực tiếp tới cái mảng restaking. Rồi tiếp theo nữa đó chính là cái hệ sinh thái của Ton. Thì hệ sinh thái của Ton hiện tại là trên kênh Coin 98 Insight đang có khoảng 4 bài viết á, thì các bạn có thể lên coin98.net để đọc. Thì cá nhân bị đánh giá như thế này, cái sự phát triển của một cái hệ sinh thái, ví dụ như là hệ sinh thái Solana trước đây đi, thì một trong những cái lý do mà Solana đã phát triển mạnh được như vậy á, là bởi vì Solana nó tạo ra được một cái cơ hội đầu tư cho rất rất là nhiều người. Ví dụ như là lúc mà Solana nó vừa mới ra đời á, thì cái market cap của Solana nó chỉ có khoảng là 50 triệu đô thôi. Thế thì ai mà mua SOL tại thời điểm đó để họ dám chơi, một phần là tại họ kỳ vọng vào Solana, một phần thứ hai á, là họ mua Solana thì họ có cơ hội để họ tham gia vào trong hệ sinh thái. Thì nhờ vào hai cái lý do đó, Solana giúp cho nhà đầu tư kiếm tiền. Sau khi nhà đầu tư có tiền rồi, nhà đầu tư tiếp tục sử dụng tiền đó để đẩy ngược vào trong hệ sinh thái của Solana, thì chính vì cái điều đó hệ sinh thái của Solana nó mới tăng trưởng và nó mới phát triển mạnh đến như vậy. Nhưng mà đối với cái hệ sinh thái của Ton á, thì Vĩ đang thấy là cái market cap hiện tại của Ton nó đang tương đối là cao rồi, tức là nó đang khoảng 20 tỷ đô so với cái market cap của Solana trước đây là chỉ có khoảng 50 triệu đô thôi. Nên là mặc dù mình biết Ton rất là tiềm năng nếu như chúng ta xét theo cái backer của nó là Telegram, nhưng mà Vĩ đang có một cái góc nhìn là có thể cái cơ hội ở trên Ton nó sẽ không được nhiều như là những cái, mặc dù Ton nó tiềm năng hơn, nhưng mà chúng ta đang xét về cái cơ hội đầu tư á, xét về khi mà chúng ta mua một đồng coin mà nó tăng trưởng á, thì cá nhân Vĩ đang đánh giá là có thể Ton nó sẽ không bằng những cái hệ sinh thái khác. Ví dụ như là bây giờ có Sui đi, có Aptos đi, thì cái vốn hóa của nó vẫn còn thấp hơn. Thì có thể là Vĩ sẽ kỳ vọng vào những cái hệ sinh thái đó hơn, hoặc là trong thời gian vừa rồi là có hệ sinh thái Mantle nè, cũng cũng ok nè. Biết đâu trong tương lai tới nó sẽ có nhiều cái hệ sinh thái nó cạnh tranh hơn, mà lúc đó nó ra mắt token nữa thì chúng ta buộc phải phân bổ vốn thêm. Ví dụ như là Plus nè, Base nè, Scroll nè, Linear nè, đó cũng đều là những cái hệ sinh thái mà nó chưa ra mắt token, nên là Vĩ cũng sẽ chú ý đến một số cái hệ sinh thái đó. Đây, ở đây thì Vĩ có chuẩn bị một cái tấm hình nè, Zcash, Linear nè, Mod nè, đó đều là những cái ecosystem mà cũng
bắt đầu có vị thế ở trên thị trường. Rồi, đó thì cái này là hết phần slide của mình rồi đó. Thì không biết là ở đây anh Khai Kỳ hoặc là anh Huy Trip có thêm cái góc nhìn nào nữa không? Hay là mình có thể bắt đầu trả lời một số câu hỏi của member trước khi kết thúc cái buổi live ngày hôm nay? Có một cái câu mà bạn Thì Nguyễn nói mình thấy rất là hay nha. Là thay vì đón đỉnh đấy thì mình cũng có cái plan BTC, thì đúng là mình có một cái plan thật. Và cái plan đó là mình đã viết một cái bài từ tháng 1 hay sao á, tháng 1 năm nay hay sao là đó, Bitcoin khoảng 50.000 tới giờ 70.000 nó cũng vậy. Là anh là mình luôn đợi sập một cây rất là mạnh thì mình mới vào hàng, mình đợi 2 tới 20.000 giá lên phá ATH luôn thì thấy sập đấy thì mình muốn đợi thôi đó. Coi như là mọi người, nếu mà mọi người ăn được cái gì thì chúc mừng mọi người, chứ mình có ăn được cái gì đâu. Nhưng mà trong khi đó thì mình có thể là cầm tiền mình kẻ rớp các kiểu thì đó. Còn hiện tại hôm qua mình cái plan đầu tiên của mình là đúng đúng rồi đấy, nó bắt đầu từ sử dụng một phần đó là sập về một cái đoạn mà mình bắt đầu mình nghĩ là cân nhắc là mua được để mà kẻ rớp là bắt ETH đấy. Thì bắt đầu hôm qua mình có lên một cái bài chia sẻ là có thể là gợi ý mọi người mua, nếu mua thì mua ETH để mà cày ETH con buffer đấy. Còn lại tiền nếu mà lên luôn thì ok, mình muốn có ETH và có ETH buffer, còn không thì mình có thể cầm USDT mình cày cái khác nữa. Dạng vậy mọi người đang đang kiểu lầm tưởng rằng là chỉ có mua altcoin thì mới được tiền thôi, hoặc là giàu hơn mua Bitcoin, nhưng mà không phải. Đôi khi là mình sẽ có rất nhiều cách mà kiếm tiền. Ví dụ như là mình hiện tại mình đang đép tiền vào một cái dự án là circuit của Rip Protocol, thì nó đang cho một cái lợi nhuận là khoảng 50% cho một năm đấy. Thì cái đó thì rõ ràng là mình không hề làm một cái gì hết, nhưng mà mình vẫn có một cái lợi nhuận là USDT, mình đép USDC nha, nó trả USDC là 50% cho một năm. Thì đó vẫn là một cách kiếm tiền. Mọi người nghĩ kiểu bây giờ mình vào một cái dự án đúng không, rồi mình mong nó ít ba ít bốn, nhưng thực sự giờ nó chia các ngàn lần thì sao đấy. Nhưng mà trong khi hiện tại mình đang có một cái khoản lợi nhuận là 50% so với việc gửi ngân hàng là 6-7% gì đấy, hay là mình chơi chứng khoán hay cái gì đó, là mua bán nhà đất lên được 10-20% chẳng hạn, thì 50% cũng là một số rất to rồi, đúng không? Đó, mọi người có thấy như là mình hiện tại mình cầm một số tiền như mình đép vào con đó mình có kiếm tiền được, hoặc là mình thấy cày lớp. Cái việc cày lớp mọi người đang đang đánh giá nhẹ nó hơn cái việc cày mình mua altcoin rất là nhiều á. Mình tin rằng cái việc cày lớp mọi người có thể kiếm được khoảng ít 5-10 tài khoản, mà số vốn là rất ít, khoảng 500-1.000 đô thôi, hay kiếm được khoảng vài chục nghìn đô. Mọi người thấy mua cái con gì mà 100 đô kiếm được vài chục nghìn đô không? Đâu có được, rất hiếm cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà đôi khi Arab có thể cày được những cái đó mà mọi người lại không nghĩ đến những cái đó, mà mọi người cứ đợi sập mua coi khi nào mua được, khi nào mua được, đúng không? Nó thì nó nên là mình sẽ có những cái plan khi nào như là sập. Bản thân mình thì mình rất sợ sau khi trải qua những cái mùa mà gọi là đu đỉnh, thì mình đang nghĩ là mình rất sợ đu, hoặc là về giá rất thấp để mà mình mua, không thì mình vẫn cày Arab các kiểu thôi đấy. Thì đó là một cái plan của mình, mọi người có thể nghe cho vui. Hàng chi là bất kỳ đâu có quay bao giờ quan tâm tới lương đâu. Có chứ. Người có nhiều cách để kiếm tiền. Đây, mọi người cứ đừng có nghĩ là mất hàng hay cái gì hết. Trời ơi, mình sợ mất hàng từ hồi nó Bitcoin 30.000, ta kêu mua ầm mấy cái hô hàng trên Twitter ầm, nhưng có mua đâu. Nó ít hay bảy là 7-10 tựa lừa chứ có vô một con nào đâu. Nhưng mà nói mình muốn sống khỏe. Đúng là người có tiền. Anh Kỳ, nếu như mà làm Aerob như anh Kỳ đây, thì khi mà dự án Aerob xong á, thì mà mình sẽ có token đúng không? Khi mà market nó bull run, nó uptrend mạnh á, thì theo anh Kỳ có nên hold những cái đồng coin được Aerob đó đến uptrend luôn hay không? Hay là sao? Nó cũng tùy, tại vì đấy nghe là vẫn cũng là một cái, thực sự nãy có cái bạn kia bạn nói là cái gì mà mình là nhà đầu tư tài xỉu, là đúng thiệt á. Thực sự mình cũng không biết là cái giá nó lên nó xuống, thật nó thật luôn, nên là rõ ràng là khi đưa ra thì mình có linh cảm là cái giá xuống thì mình bán,
thì nó bưng mình chịu thôi, biết sao giờ. Còn đó câu hỏi của Huy cũng là câu hỏi kiểu triệu đô, kiểu mình làm sao biết được là up trên tới không đâu. Rồi là nếu mà ai nghĩ là cái đợt mà bung hô với tên so nó phát token đó là khoảng 70.000 đó, thì người ta lại luôn nghĩ là nó tăng lên là 75.000, tạo một cái phân kỳ đỉnh các kiểu đấy, nhìn ta sẽ hầu hầu thần gì, chia hai chia ba ra luôn chẳng hạn như vậy. Còn giả sử bây giờ nó không chia xong rồi đúng không, sau đó tới thật sự có ăn position đi tăng lại cái đỉnh cũ rồi xong, coi như là mình hầu một cái cục mà từ đó tới giờ không tăng giá trị gì hết. Nó là một cái, cũng là một cái gọi là ra quyết định kiểu hên xui thôi, nó cũng không có gọi là biết được là open season tới thì mình nên hold đó hay không. Mà không phải có con nào cũng giống như con gì thì Celestia hả? Celestia, không phải con nào cũng giống như con đó, rõ ràng như vậy đúng không, không phải tự nhiên không hold cái boom lên tít 10 dễ ăn lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, em cũng thấy rất là ít con nó hold được như Celestia, nói chung là rất rất là ít luôn á. Mấy con Nếu các kia là phần bạn lớn đúng rồi, xả airdrop là phải 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 thủng đáy một xíu. nên là nếu Ở đây mà em các bạn sao 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 vậy, không, bác trả lời đi, bác trả lời đi. anh nghĩ là nhiều cầm Aerobe đúng không mọi người, anh nghĩ là mọi người đừng có tiếc, nó cũng như là một cái số tiền mà kiểu mình nhận được trên trời nó xuống thôi, cầm tiền đó mình đi cày tiếp thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ không tiếc. Nghĩa là cày xong thì mình nếu mà con nó có tăng thì mình có nghĩ là ít nhất là mình cái số tiền đó mình vẫn dùng để mà mình tạo ra một cơ hội khác, thì anh nghĩ cái đó nó sai hay hơn là cái việc ồn ngọt mình tiếc là cái con nó tăng quá cái mình đi mua lại rồi đu luôn. Ở đây em có thấy một anh hỏi rất là hay nè, là anh Ngô Quan Trọng, anh có hỏi là nếu như DCA trong mùa downtrend ok rồi, nhưng mà trong mùa uptrend á, thì mình làm thế nào để mình DCA out hàng những đồng coin trước đó đã mua, ý là đã mua được rồi thì lúc mà uptrend rồi đó, lúc có lời rồi đó, thì mình sẽ out hàng như thế nào cho hợp lý, mình sẽ dựa trên những cái dữ kiện nào, hoặc là mình sẽ có chiến lược nào, thì cái này anh Huy Trip với lại anh Bác Kỳ có góc nhìn nào không? Với mình đó thì Bây mình sẽ DCA, khi DCA để bán ra khi mà những cái dữ liệu mà mình có share trong cái phần đầu của buổi live á, là cái chỉ báo dữ liệu on chain MVOV này, hoặc là cái lợi nhuận và lỗ ròng, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái phần trăm Bitcoin đang có lợi nhuận á, nếu như mà nó ở cái mức là 99% cho đến 99,5% nguồn cung Bitcoin đang có lợi nhuận thì hầu như là phần lớn holder Bitcoin nó đang có lời rồi, thì cái tâm lý bán chốt lời nó sẽ rất là cao, cho nên là đó cũng là những cái mốc để chúng ta có thể là bán ra. Thì ba cái dữ kiện đó, ba cái dữ liệu on chain đó, nó có thêm một cái là cái phân kỳ đó, nó phân kỳ với giá của Bitcoin, thì đó cũng là một cái tín hiệu mà mình thấy rằng là nó có tỷ lệ thắng rất là cao nha. Mình có backtest lại trong những cái chu kỳ trước, ở chu kỳ 2017, 2016 này, 2020, 2021 này, và trong chu kỳ này này, mình thấy ba cái dữ liệu đó về on chain thì nó khi mà nó có phân kỳ đỉnh thì đó là những cái giai đoạn mà chúng ta có thể bán dần dần ra được rồi. Thì đó là cái về dữ liệu on chain. Còn về kỹ thuật á, thì phân tích kỹ thuật thì khi mà Bitcoin ở khung thời gian tuần mà nó có phân kỳ luôn, mình thì bình thường mình bán ra theo phân kỳ, thì đó là cái thì đó là cái kinh nghiệm của mình ở trong mùa trước, khi mà những khung thời gian lớn mà nó có phân kỳ thì mình thấy rằng là nó sẽ có một cái yếu tố là lực mua nó bị suy yếu nhiều đi rất là nhiều rồi, thì đó là những cái giai đoạn mà chúng ta có thể bán dần dần ra theo cái phương pháp DCA, DCA bán ra cũng được. Thật ra là cái này cũng có một cái trước buổi livestream này thì em cũng có nhận một câu hỏi từ từ trong Messenger riêng của em á, là có một bạn là đã muốn hold một đồng coin để đợi mức cáp nó lên 2 tỷ, nhưng mà sau đó hình như là khi mà giá Bitcoin sập đợt vừa rồi á, thì cái giá của đồng coin đó đã giảm rất là mạnh, market cap nó cũng giảm mạnh theo luôn. Vậy thì nó lại quay lại giống cái trường hợp của em trước đây, nghĩa là trước đây em đã từng mua một con và sau đó kỳ vọng là nó x50, nhưng mà đâu đó nó chỉ mới x 20 thôi thì nó không tăng nữa,
và cuối cùng bây giờ là nó chia phần trăm rồi. Nên là tính ra cái đó là cái lỗi của mình, cái lỗi của mình khi mà một đồng coin nó khi mà nó tăng rồi á, là đúng là mình phải nên DCA để mình chốt lời dần, chứ mình không nên chờ đến một cái mức được gọi là muốn bán ngay đỉnh, chỉ nên mua ở đầu gối và bán ngay vai là vừa rồi. Anh cũng ước bán một vài luôn, tại mua đầu gối bán gốc chân. Optimism và công nghệ Zero Knowledge, cái này thì chắc là bạn có thể đọc một cái bài viết ở trên Coin98 Insight nha. Thực ra là ZK á, thì nó sẽ là cái công nghệ mà người ta cho nó là tương lai hơn của Optimism. Rồi, cái này thì bạn có thể, à ở đây có bạn Tùng Phạm nói là live sắp tới chia sẻ về airdrop. Ok luôn, cái này chắc chắn sẽ có anh Khang Kỳ. Theo anh Huy thì trend NFT còn có thể quay trở lại và phát triển như thời năm 2021-2022 nữa không? Ủa, anh Huy hình như là đâu có chơi NFT đâu đúng không anh Huy? Đúng rồi, mình anh không có chơi NFT. Anh không có chơi NFT. Bác Kỳ có chơi NFT không bác? Anh có chút chút nhưng cũng chút chút. NFT mắc lắm. Có bạn nói từ mình livestream là thị trường sập, nó sập thiệt kìa. Ủa sập thiệt hả? Ghê vậy, thấy để, chưa? Để livestream thì xong mình cũng vào cái lệnh short xem như thế nào. Xong rồi thị trường tăng trở lại, xong bác Kỳ sẽ nhắn mình là Vĩ ơi, lên like á. Đúng không? Market đang giảm đúng không bác? Đúng rồi. Này là phải sót trước khi mình like. Thì giờ đang lời rồi. Bác Kỳ chơi không? Bác Kỳ chơi nhiều bộ lắm đấy. Bác Kỳ chơi nhiều bộ lắm. Bác Kỳ không không chỉ có mấy lát đâu. Các bạn comment là về 58 hả? Thực ra là cá nhân vĩ là cũng chờ về 61, xong rồi vùng tiếp theo là vùng 58, đúng rồi. Chờ thôi chứ cũng không biết nó về đến đấy không. Nhưng mà nó toàn crash trong cái lúc mà chúng ta đang đi ngủ không ạ. Với cái đợt vừa rồi nó cũng giảm về đâu đó 59.600 mấy đó. Thì thật ra là giống như hồi nãy lúc mà em mở mấy cái chart phân tích trước đây á, ý là cái đường giá trước đây á, thì sau mỗi lần sập mạnh thì nó vẫn sẽ còn nhiều cây sập nhẹ tiếp nữa, xong rồi nó sideways thêm vài hôm nữa, nếu mà thời gian ngắn nhất á, là cũng phải là một tuần nó mới tăng trở lại, chứ nó không có tăng trở lại sớm. Thì cái này là cái dữ liệu lịch sử nó cho mình thấy là như vậy, nên là mình mới dám đưa nhận định như vậy thôi. Rồi, cho Vĩ hỏi là không biết các bạn trong đây còn câu hỏi nào nữa hay không, thì Vĩ và anh Huy Drift và anh Khang Kỳ cũng có thể là chia sẻ thêm cho các bạn nha. Anh Khang Kỳ có chơi Forecaster để nhận airdrop Dejin không? Hình như là anh Khang Kỳ anh có chạy node con Forecaster thì phải. Anh không. Ý anh có chạy node nhưng mà giờ ngừng chạy rồi, tại vì nó không còn thưởng nữa. Cái hai là chơi Forecaster để nhận airdrop không thì anh cũng không luôn. Tại vì trễ, vô hơi trễ nên là thôi chịu chơi khác. Nên anh nghĩ là mọi người nên có tư duy là như trễ đừng gác đu. Nên thế. Cái đó cũng khó tập nghe, không phải dễ đâu. À đúng rồi, hồi nãy là có một cái câu cuối nữa, đó chính là theo anh Kỳ thì cái narrative sắp tới mình nên chú ý là cái gì? Hình như nãy anh Khang Kỳ chưa trả lời á. Nãy có mình em share. Bác Kỳ share cái góc nhìn khác đi. Sắp tới anh nghĩ là thực ra nếu mà cái narrative thì anh nghĩ là nó tồn tại cái sự sáng tạo trong đấy, thì để so sánh thì anh đang cảm giác có những thứ sau đây có thể gọi là mang cuộc chơi một kiểu to to như là chắc DeFi không tới nổi đâu, nhưng mà kiểu GameFi và DeFi 2.0 là to nhất là to, tại vì chưa có một cái blockchain nào mà gắn được cái với cái wallet kiểu mà mở đầu cái phong trào gắn cái wallet trên cái Telegram và
đấy là dạng như vậy, nếu như nó liên với ra rất là mật thiết thì sau này sẽ có cái trò gì đấy thì mình không có rành, nhưng mà mình nghĩ là Tron sẽ là một cái ứng cử viên đầu tiên. Cái ứng cử viên thứ hai là Bitcoin với cái cục đá trên đấy thì đấy, như là sẽ có những cái câu chuyện cuộc chơi gì đấy trên trên Bitcoin sau này, thì có thể khả năng là cục đá là một trong số đó, hoặc là những cái NFT khác chẳng hạn, hoặc là những cái gọi là cái sáng kiến gì đấy từ do những tài đét trên đấy. Thì đó là hai cái câu chuyện mà mình, hai cái narrative mà mình thấy là có thể xảy ra trong để mà tạo ra một cái dòng tiền khác trong mùa bullrun. Sol trong tương lai sẽ còn tăng mạnh không? Theo em nghĩ là vẫn còn. Sol tương lai vẫn còn. Linear base và scroll con nào sẽ ra token trước? Theo em nghĩ là cái này là em không có trả lời được. Cá nhân em là không trả lời được. Thật ra là cái ví dụ như là trả lời câu hỏi này thì nó cũng không 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 ý là nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ví dụ như là bạn có tiền bạn cày con nào á, thì bạn cứ cày thôi. Ví dụ như là tiền ít thì cày một con, rồi tiền nhiều thì cày nhiều con. Chứ cả ba con này thì cái khả năng nó ra token là đều như nhau, và thậm chí là Zcash cũng vậy. Theo một nguồn tin nào đấy thì Zcash có thể ra mắt token trước tháng 6 theo một nguồn tin nào đấy. Bất kỳ có cày airdrop các dự án layer 2 restacking ở trên Bitcoin hay không? Ủa, Bitcoin có restacking hả ta? Có cái con gì đó, con gì mới ra, bao bao bit, bao bit gì đó. Vậy hả? Yeah, con có của Binance đầu tư gì đó, nó rùm rùm beng beng. Anh cũng chưa có nghiên cứu tới cái đó nữa. Mấy này kiểu là có nghĩa là cái dạng mà restacking á, thật sự không phải restacking không, mà là xu hướng Aerobic hiện tại nha, các bạn nên đừng có nó không còn nhiều cái dạng gọi là các bạn cài cái transaction nữa. Thì hiện tại một trong số những con mà còn hiếm hoi là con Layer Zero, thì các bạn hay cài trong đó, còn lại gần như là các bạn phải dép tiền một cục tiền, tất cả mọi thứ tài sản vào một con thì các bạn mới có cái cơ hội ăn. Chứ kiểu bây giờ nếu mà các bạn dép vào Ethereum đi mà US vô ăn được gần trăm đô, phần thưởng là 100 đô, cái rút ra cái phí trừ cái cũng hết luôn, cái hạn vậy mà phí trừ ra 50 đô, còn 50 đô cũng không đáng nếu mà mình chơi. Nên là nó như 10 con, mỗi con phí hết 50 đô, các bạn rút ra cũng tốn phí cũng vài trăm đô đúng không? Nên là dạng cái dạng Arab của thời bây giờ thì các bạn nên dép vào một cục tiền thì đấy. Nên là mình chỉ hiện tại mình đang tập trung vào con buffer thôi, chứ mình chưa có coi tới Bitcoin gì đó restacking chưa, thì coi tới cũng không có tiền nào mà dép. Tại vì thật ra là cái vụ restacking á bác Kỳ em cũng không có chơi nhiều, tại vì em thấy là nó tính theo point, mà tính theo point á, Đúng thì cảm đúng giác như là mấy 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 người mà cá mập lớn á, thì họ có nhiều tiền họ mới ăn được, chứ mình ví dụ như đúng dép cả 500 1.000 đô vào một dự án mà bây giờ có 5 dự án là 5.000 đô đi, thì em cảm giác là không nhận được airdrop nhiều, nên là em không có chơi. Em không có chơi restacking nhiều. Nhưng mà à, nếu là các như ai bạn có hơi số vốn ETH nhiều nổi thì em nghĩ là chơi được. cày layer zero đi, thấy con đó Ừ. ok, ý là nó không còn, nó không có dựa vào số tiền, Ừ. hoặc là các Rồi bạn thì nào chắc tự là tin cái đánh buổi margin giỏi thì em thấy là cái buổi ngày hôm nay là mình cũng đã chia sẻ rất rất là nhiều cho tất cả anh chị em trong đây rồi, thì không biết là anh Huy Trip với lại anh Can Kỳ có lời nào muốn nói với tất cả các bạn trước khi mình kết thúc cái buổi live ngày hôm nay không? Anh kể nói trước đi. anh thì đấy, như anh nói là mọi người đừng có quá quan tâm tới cái việc mà vào hàng hay gì hết, cầm tiền thì có nhiều cách để kiếm tiền khác, ít nhiều cũng được, miễn không mất tiền là thấy ok rồi, chẳng hạn như vậy. Cái nghĩ nên nên cố gắng nghĩ như vậy, chứ đừng có nghĩ là tôi phải vào hàng, tôi sợ bị bỏ lỡ cái kiểu. Nói thôi chứ quên ngồi ngủ lắm, kiểu phải tập luyện FOMO, tại vì chính mình vẫn còn FOMO mà bớt nhiều rồi đó, nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà các bạn có thấy những FOMO trong một cái vùng cho phép á,
chứ không phải là hiểu FOMO là online, tôi FOMO hết cái vốn của tôi luôn, cái nó chia một cái thì cũng không hay. Ở Còn đây ok, khó tuần nè. tuần sẽ có một buổi livestream về airdrop nha. Buổi đó là chắc chắn sẽ có bác Kỳ tham gia. Còn với mình thì Ok. chắc là nếu như mà các bạn đã có hold on coin rồi thì chúng ta nhìn 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 rộng ra chút, nhìn khung thời gian tuần, khung thời gian tháng, thì chúng ta sẽ đỡ bị tâm lý cũng như là đỡ sợ sợ hãi và bán tháo trong cái lúc mà nó đâm. Thì đó là chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà mình nghĩ là khá là tốt để đón một con sóng tăng mạnh trong cuối năm nay. Thì đó là hiểu cái góc nhìn mình. Anh Huy Trip có gì check chọt con Aptos share lên kênh Margin ATM cho các bạn follow kìa. Anh Đức Thiệu Nguyễn offline về Gen Code hả? Gen Code thì chắc là chừng nào có chương trình của Gen Code đăng lên thì Vĩ mới biết, chứ bây giờ Vĩ cũng không biết làm sao để trúng Gen Code nữa. Bạn có thể follow kênh Gen Code trên Twitter là gencode.io nha. À, hiện tại thì đội ngũ Coin 98 Insight cũng có cái code để giảm giá 5% với Gen Code, thì các bạn có thể nhập cái code Insight vào. Anh em có thể nhập Rồi. margin.atm vào nha. Rồi, vậy chắc là buổi live ngày hôm nay là cũng tương đối dài đó, chắc là mình có thể kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Chắc là cảm ơn anh Khang Kỳ, cảm ơn anh Huy Drift đã share rất là nhiều thông tin cho tất cả các bạn trong buổi ngày livestream ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để ngồi lại với đội ngũ của Coin 98 Insight và đội ngũ của đội ngũ của Coin Quảng 98 cáo, Insight và anh Khang Kỳ, anh Huy Drift từ Margin ATM. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn bạn For Trading View 1, bạn bạn cực kỳ My Life tiếp kìa bác Kỳ. chờ luôn bạn, chờ luôn. Thứ 6 tuần này nha, thứ 6 tuần này live. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha, cảm ơn các bạn đã ngồi lại với chúng mình trong buổi hôm nay. Rồi, chắc Rồi, anh cảm Huy ơn Trip với mọi anh Khang Kỳ, bye bye cái đi. Bye bye chào mọi mọi người, người cảm ơn nha. mọi người nha. Bố tụi mình livestream nhé.